Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý. Chúng ta lại có duyên để tiếp tục học cái bộ kinh Lăng Nghiêm. Và chúng ta đang học lại dở cái phẩm thập hồi hướng thứ 25. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh, rốt ráo đều khiến được nhất thiết trí. Đại Bồ Tát lợi ích hồi hướng cho hàng chẳng phải thân hữu, đồng như đối với hàng thân hữu của mình. Vì Đại Bồ Tát đã nhập tánh bình đẳng của tất cả pháp với các chúng sanh, không có một quan niệm là chẳng phải thân hữu. Giả sử có chúng sanh nào đem lòng oán hại Bồ Tát, Bồ Tát này cũng vẫn thương mến họ trọn không hờn giận. Bồ Tát này làm thiện tri thức cho khắp tất cả chúng sanh, đem pháp diễn thuyết khiến họ tu tập. Ví như biển cả, tất cả chất độc không làm biến hoại được, Bồ Tát này cũng vậy. Tất cả những kẻ ngu, mông, vô trí, vô ân, sân độc, kiêu mạn, mê tối, không biết pháp lành, những kẻ ác này đủ cách làm bức hại vẫn không làm động loạn tâm của Bồ Tát này. Ví như mặt nhật hiện ra thế gian, chẳng do kẻ sanh manh kia làm lại ẩn đi không sáng, lại cũng chẳng vì sương mù, tai Atula, cây diêm phù đề, gợp cao, hang sâu, bụi khói mây mù che chướng mà ẩn đi không sáng, lại cũng chẳng vì thời tiết biến đổi mà ẩn đi không sáng. Đại Bồ Tát cũng như vậy, có phước đức lớn, tâm sâu rộng, chánh niệm quán sát không thối khuất. Vì muốn rốt ráo công đức trí tuệ nên đối với pháp thắng thượng lập chí nguyện, pháp quang chiếu khắp thấy tất cả nghĩa, nơi các pháp môn trí huệ tự tại, thường vì lợi ích chúng sanh mà tu pháp lành, chẳng bao giờ lầm sanh lòng lìa bỏ chúng sanh, chẳng vì chúng sanh tệ ác mà khiến khó điều phục mà rời bỏ các tu hồi hướng. Chỉ dùng pháp trụ đại nguyện để tự trang nghiêm, luôn cứu hộ chúng sanh không thối chuyển, chẳng vì chúng sanh vô ơn mà thối Bồ Tát hạnh, bỏ Bồ Đề đạo, chẳng vì chung với kẻ phàm phu mà lìa bỏ tất cả thiện căn như thiệt, chẳng vì chúng sanh thường sanh lỗi ác khó nhẫn thọ mà sanh lòng nhàm mỏi, như mặt nhật kia chẳng cớ một sự nào che chướng và lại ẩn đi không chiếu sáng. Ở đây chúng ta đã qua cái phần chư Bồ Tát hồi hướng, thì chúng ta thấy là đây là những cái tâm nguyện mà từ trước đến giờ giống như là chưa có giải thích cái tâm nguyện của Bồ Tát, bây giờ là giống như tỏa bài cái tâm nguyện của mình khi tới những cái cõi để cứu độ chúng sanh. Thì cái chuyện đầu tiên với tất cả những cái bậc giác ngộ là họ sẽ có đầy đủ cái trí tuệ bình đẳng. Cái phút chốc mà nhập trong đạo là cái phút chốc vị Bồ Tát đã nhập trong cái trí tuệ bình đẳng cái đó. Và khi nhập trong trí tuệ bình đẳng rồi thì không có cái thân sơ đối với tất cả chúng sanh. Ví dụ như hồi mà chúng ta chưa nhập vào trong cảnh giới này á, thì cha mẹ của mình là người thân duy nhất trong cuộc đời này. Rồi Phật tổ, các vị Bồ Tát là người thân của mình, chư Tăng là người thân của mình. Nhưng đến khi chúng ta nhập trong pháp giới bình đẳng rồi á, thì nó lại mất đi cái thân sơ, tất cả đều là thân như nhau. Dù là trước đó có người thù mình, và trong hiện tại đó vẫn có người hãm hại mình, nhưng mà Bồ Tát vẫn thương như thương người thân, không có khác. Nếu mà có khác một chút thì đó không phải là Bồ Tát. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Thật ra đây là bắt đầu giải thích những cái điều này.
Khi mà hồi hướng thì muốn cho làm sao? Muốn cho tất cả chúng sanh thành tựu được nhất thiết trí, chứ không có cái chuyện khác. Mục đích Bồ Tát tới trần gian này không có chuyện thứ hai, chỉ chuyện duy nhất là làm tất cả mọi cách để cho chúng sanh đạt được nhất thiết trí, tức là chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì mới xong cái việc làm của mình đối với một chúng sanh. Hồi trước là chúng ta thấy cái câu là các vị Bồ Tát luôn là muốn gì? Làm thành tựu tất cả chúng sanh, chứ không phải thành tựu một người. Nhưng mà nếu như chúng ta chưa thành tựu trong đời này, hoặc là chúng ta chưa biết đạo lý trong đời này, hoặc là chúng ta chống đối hơn thua với các vị mà truyền bá chánh pháp, nhưng Bồ Tát vẫn một mực là tìm đủ mọi phương tiện để giáo hóa mình, cho tới một ngày mình kính tin Tam Bảo rồi bắt đầu mới dìu dẫn từng bước chúng ta trong công phu tu tập. Cho tới một ngày mà chúng ta chỉ còn biết đạo lý, không còn cái việc gì, và chúng ta bắt đầu công phu đúng với chánh pháp để chúng ta thành tựu đạo nghiệp của mình, thì mới lúc đó là mới được gọi là yên lòng đối một người. Đối một người đó là mới yên. Nhưng mà đâu phải một đời mình có thể tới đây. Có khi á, một vị Bồ Tát mà đã giáo hóa từ khi mà gặp mình cho tới bây giờ á, mà mình đủ cái lòng tin đối với chánh pháp, và chúng ta nghe Bồ Tát giảng, chúng ta có thể hiểu và chúng ta có thể thực hành đúng với tất cả những cái công phu mà vị Bồ Tát muốn dạy mình, thì ít lắm là cũng đã gặp mình hàng ngàn kiếp rồi, trăm kiếp chưa hiểu nổi. Có những cái chiều sâu chuyên môn mà tôi nói là học theo ông thầy trong kiếp họ không nổi, phải cỡ 1.000 kiếp trở lên thì ông thầy nói cái được là họ làm được liền á, là phải ít lắm từ 1.000 kiếp. Mà vị Bồ Tát cũng phải kiên nhẫn từ đời này qua tới đời kia, mình sanh ở đâu ổng cũng đi kiếm. Đó mới là cái hay á. Cha mẹ mình chưa chắc đủ lực đi kiếm, nên như Bồ Tát thì thừa sức rồi. Cho nên là biết là nhân duyên của mình gặp ai trước khi xuống đây là nó ở chỗ nào, và cái cách nào để cho người đó quay trở lại với chánh pháp là vị Bồ Tát này đã thấy, đã biết hết. Thì ra đời làm người ở một cõi người, ví dụ như cõi người này của mình thì cũng giả bộ như là không biết gì, nhưng mà nó có một cái lực tác động của cái các vị Long Thiên hộ pháp á, để hộ cái dòng pháp đó, tìm cái cách này cách nọ để cho mình quay trở lại chánh pháp rất là hay. Đôi lúc mình dùng cái từ là gì, muốn chạy cũng không khỏi. Có cái hay đó. Cho nên khi mà chúng ta được gặp chánh pháp một đời á, nhưng mà đời này ví dụ như chúng ta không có thể thành tựu được công phu của mình, thì mình cũng yên tâm đi. Chúng ta ra đi một cách rất là nhẹ nhàng và chắc chắn là ông thầy kiếm mình tiếp. Ông mới thấy đường kiếm mình chứ mình không thấy đường kiếm ông đâu. Phải nói ngon là một câu như vậy. Nhưng mà cũng như mấy đoạn trước chúng ta thấy là tùy cái căn cơ của chúng ta như thế nào, vị Bồ Tát sẽ giáo hóa tương ứng và nâng cấp chúng ta từng bước một. Nói nhiều khi trong một cái đời chúng ta gặp một người vượt bậc công phu, thì mình nghĩ là người này căn cơ nhạy bén rồi gì gì đó. Không phải đâu, mấy người đó làm cực hơn mình mấy đời trước dữ lắm. Họ đã cực quá rồi. Những cái chuyện mà mình đang làm đây là họ đã từng làm nhiều kiếp và họ đã qua những cái đoạn đó rồi. Bây giờ cái đoạn của mình đang đi là họ phóng một cái để tới vị trí mà họ đã tới mấy đời kiếp trước. Thành ra là khôi phục lại kiến thức, khôi phục lại công phu, khôi phục lại tiềm thức là những chuyện thường xảy ra với những người mà chúng ta thấy nó một nghe ngàn ngộ. Và đừng có nghĩ là họ mới tu họ ngộ, không có đâu. Họ thì mới vô chùa thiệt, nhưng mà căn cơ của họ là họ đã tu trước mình không biết mấy ngàn kiếp rồi. Cho nên chúng ta không đủ sức để nhìn thấy cái này, mà chúng ta chỉ nhìn thấy rồi cái này mới tu, tôi thấy nó đâu có tu gì đâu ta. Không tu mà nó ngộ nổi sao? Không có chuyện đó, là mình tu sói đầu của mình mấy chục năm mình còn không ngộ nữa, không mới tu nó ngộ là biết nó không phải người bình thường. Chúng ta phải biết điều này. Thật ra là trong Phật pháp mà nói Bồ Tát cứ đời này kiếp nọ đi kiếm rồi dạy điều hai điều cho họ tu, có nhiều khi nó là suốt một đời có thể gần gũi được Bồ Tát, có khi gặp được một cái bài giảng một à, mà chúng ta đã sống chết trong đó rồi. Thì như vậy là cái gọi là cái cực khổ, chúng ta cực khổ công phu từ đời này qua tới kiếp nọ,
thì các vị Bồ Tát cũng cực khổ đi tìm mình để dạy từ đời này qua tới kiếp nọ. Nhưng mà anh thấy được cái tâm của các vị. Chứ mà nói về cái việc mà kiên nhẫn trong cái đời này đi, mình theo đuổi một công việc, có nhiều khi theo một năm, hai năm, năm năm, mười năm thành công cái mình cũng chán, mình cảm thấy mình kiệt lực, kiệt sức rồi mình bỏ. Nhưng mà các vị Bồ Tát từ khi gặp mình cho tới trải qua hằng hà sa số kiếp mà mình không thành Phật á, thì đi đâu không có kiếm, không giải tiếp. Đó mới là cái chuyện kinh khủng. Trên tâm nguyện Bồ Tát mà tôi nói hoài, tôi nói là nếu mà mỗi lần mình rảnh, mình tịnh tâm lại rồi á, nghĩ tới Bồ Tát là mình chỉ có biết sụp đầu lại thôi. Gần như không còn có cái chuyện gì để mà có thể nghĩ ngợi tới, từ những cái công hạnh, những cái khó khổ, rồi sự cần mẫn theo mình từ đời này qua tới kiếp nọ. Tôi nói đời này mình ngồi yên được vậy thôi là công phu của các vị Bồ Tát đã quá nhiều ngàn kiếp xây dựng cho mình để bây giờ mình mới được ngồi yên ở đây. Phải nói mấy câu như vậy. Cho nên được mà ăn ngon bữa, ngủ yên giấc, ngồi thiền an được thời là chúng ta lại lẹ quỳ lại Bồ Tát đi. Là nhờ cái ân đức của các vị mà tới giờ phút này mình mới có những cái phút giây yên ổn, an lành như thế này. Nên mà mình không thấy điều này, cho tới mỗi ngày mình tu, mình có được cái trí tuệ thực sự rồi á, thì mình nhìn lại mình mới thấy là quá nhiều cái công lao, công đức của chư Phật, chư Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh muôn loài, chứ không phải riêng với mình. Thật ra là ở đây bắt đầu ngày giải thích từ từ nè. Tức là sau khi đã có những công đức tu hành rồi, mình tu mình đạt được cái trí tuệ vượt thoát cái lòng mê sanh tử rồi, thì nguyện đem hết những cái đó hồi hướng cho chúng sanh. Chúng sanh nào bây giờ là không có thân, cho cái hàng chúng sanh không có thân gì với mình hết trơn á. Thậm chí là những người đó mình chưa từng biết mặt, chứ không nói thân nữa. Hoặc là họ gặp gần gình gình rập rập ở đằng sau để họ chống đối mình, nhưng mà mình vẫn đem hết tất cả những công đức của mình hồi hướng cho họ. Nếu như Bồ Tát mà có một cái gì mà sai với cái này thì tâm lượng nó không phải là của Bồ Tát. Cho nên là không có cái chuyện thân không thân ở đây. Ai cũng đối xử gần như nhau, coi như là bình đẳng tuyệt đối, chứ không phải là gần như nhau nữa. Vì như nãy mình nói là Bồ Tát đã nhập trong cái bình đẳng rồi, cho nên không có một cái quan niệm nhỏ ở nơi tâm của Bồ Tát có một sự sai biệt. Nếu mà Bồ Tát cư xử trong cuộc sống này có một chút sai biệt thì không phải Bồ Tát. Nhưng mà có những Bồ Tát nghịch hạnh, mấy ông cũng giả bộ. Phải giả bộ, dụng từ là giả bộ. Tại vì á, cái đời này của mình, cái phước của mình nó rất là kém. Mình ít có được học đạo, cái tâm mình chưa có được, gọi là chưa có được nhu nhuyễn. Thì á, nếu mà mềm mỏng với mình á, thì cái tánh ương bướng nhiều kiếp của mình nó không có nghe. Cho nên lú sừng nó là bẻ sừng, lú gai ra là bẻ gai. Bẻ riết cái nó mềm, nó thấy nó sợ quá, nó bắt đầu tu tốt. Nhưng mà có những người á, là họ đã tu hành rất là lâu rồi, cái công hạnh công đức cũng như là những cái oai nghi tế hạnh của họ đã tròn rồi. Bây giờ chỉ cần gợi một tiếng rất nhỏ thôi, họ đã vượt cái tầm công phu liền. Thì những người này là Bồ Tát đỡ cực. Còn những cái loại mà ương ngạnh, ương bướng, na sáng nóng, trưa gì nữa, mưa chiều hâm hâm, kiểu đó là cả như cực lắm. Nhưng mà đâu phải cực rồi bỏ đâu, đó là cái hay của các vị Bồ Tát. Cực kiểu gì thì cũng phải làm cho thành công. Vậy mà thành công không phải chuyện một đời. Đối với Đạo Phật là mình hiểu rõ điều này, các vị đi từ đời này và tới kiếp nọ. Rồi cái người oán mình, không phải oán bình thường mà nó muốn giết mình. Nó rình rập là nó muốn giết mình không à, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà các vị Bồ Tát này cũng thương mến họ. Dùng cái từ là thương mến họ, không có khác với cái người thân của mình. Vì nếu có một chút khác thì không phải là tâm của Bồ Tát. Cho nên rồi là dù có hờn, có hận, có cái gì đi nữa thì Bồ Tát cũng tìm cách. Tìm cách mình đó là tự làm trong cái đoạn nhân duyên đầu. Có đôi lúc là vị Bồ Tát không trực tiếp thì ổng sẽ mượn phương tiện khác. Đó thì chúng ta thấy rõ ràng là có nhiều cái người trong cuộc sống này á,
thuận lợi thì họ quên đi hết mọi cái, tại vì trong chuyện làm ăn nó không có đủ thời gian để đi chùa lễ Phật tụng kinh ngồi thiền. Thì các vị Bồ Tát nữa cho mày nghỉ làm khúc đi. Nên là trống thời gian không biết làm gì, thôi đi chùa. Mà vậy là dễ dàng cho mình lắm rồi đó. Không có là phải cho cái, một là nếu như vợ chồng á thì chồng sẽ làm khó cho tới bước độ mà khóc hết nước mắt cứ đi chùa lại Phật xin cho mình yên chút, lần lần cái hiểu đạo. Như vậy đó, nó có những cái mà chúng ta phải thấy rằng cái người đó nếu mà họ còn thuận lợi trong cuộc sống á thì họ không đi sâu vào đạo lý được. Thì thỉnh thoảng lại có một cái số người họ gặp cái điều thuận lợi là cái người này phước lắm rồi. Sinh ra, lớn lên, công việc làm ăn cũng thuận lợi, rồi tự động cái mình kính tin tâm bảo để mình tu tập, thì người này phải biết là phước họ lớn. Có những người bị dồn ép tới con đường cùng, chiếm đường tự giận rồi lang thang vô chùa, tự nhiên nghe tiếng kệ rồi kinh gì đó, cái tự nhiên mình thức tỉnh cái nơi theo Phật. Thì đó không phải là nghiệp đâu, không phải. Đôi lúc mình suy nghĩ lại nó không phải là nghiệp. Thế là mình đứng trước cửa tử mình mới chịu tới chùa. Không phải nghiệp. Bồ Tát nó mà không tới chỗ này, bây giờ mày bước nữa mày chết thì phải quay đồ một cái, là sống thì phải kiếm đường quay đầu. Thì đó là những cái cách của chư Phật và chư Bồ Tát để tạo những cái sự mà bế tắc trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới thực sự quay đầu. Thì khi mà chúng ta quay đầu, chúng ta tu tập tốt rồi á, thì lúc đó mình giật mình lại, mình mới lại tạ Phật Bồ Tát. Nếu mà hồi xưa con không có bị cái nạn này là con không có theo Phật được. Nói như vậy đó. Nếu không có cách, tức là các vị Bồ Tát cứ đời này kiếp nọ là biết chắc mày đừng thuận lợi hoài, đi tuốt lốt luôn, thì sẽ dí lại, tìm cách dí lại. Cho nên là có oán hận cũng được, không sao hết á. Với cuộc đời này có hai cái để gặp nhau hoài hoài, một là thương, hai là thù. Thì đương nhiên là trong cái thời lầm lạc thì mình tạo ân oán, nó có thuận có nghịch rõ ràng. Cho nên trong cái sám hối thì mình cũng phải biết sám hối là trong cái quá khứ cho tới bây giờ, đúng không, giữa ta và các người đã từng gặp nhau trong sanh tử, trong thuận nghịch. Thuận là nó tạo thành cái tình cảm ân ái nhớ nhung rồi rối cột nhau. Nghịch đó thì thành cái ân oán ngay từ đầu, thì cả hai đều làm bất an và đau khổ, thì cái nghiệp đó phải sám hối. Thật ra là có giận đi nữa thì Bồ Tát cũng cứu độ được. Vì sao? Vì đứng trước một người mà họ giận mình á, mà mình giận lại thì thua, chống đối lại cũng hơn. Nhưng mà mình á, cái tình thương nó đủ như một cái bể nước rồi á, là họ tự động giống như họ được tắm mát nữa. Họ chửi mình mà mình không có phiền hận, mình còn phát khởi cái tình thương họ nữa, tự động họ tắt được cái lửa sân hận liền. Mà các vị Bồ Tát thì làm được điều này. Các vị đủ cái điềm tĩnh và đủ cái từ tâm, tức là có trí tuệ và có tâm từ, thì khi đối diện với nghiệp báo cũ, các vị thừa sức để có thể hóa tán liền ngay tại chỗ. Cho nên là lúc nào các vị Bồ Tát cũng là thiện tri thức cho khắp tất cả chúng sanh và đem chánh pháp cho họ, chứ không có việc khác. Dù là tiếp xúc trong cái bất kỳ cái tình huống nào ở dưới này, lần lần chúng ta sẽ thấy là đúng là chỉ có Bồ Tát mới làm nổi, chứ người phàm thì không thể nào làm được. Ví như biển cả thì không thể chứa tử thi, cái nghĩa của người thường như vậy. Như ở đây giải thích cũng rất là hay, là không có cái gì có thể làm biến hoại được. Biển là một vị duy nhất là vị mặn đó, có đổ cái thuốc gì đi xuống hay là chất độc hay là cái nhơ gì thì biển vẫn mãi mặn và mãi xanh trong. Chúng ta đã thấy rõ điều này, biển không có đục đâu. Dù chúng ta có thấy là rất là nhiều người họ chạy rồi họ xả gì đó nhớt, rồi họ xả rác, rồi họ thậm chí là bỏ những cái xác chết, nhưng rồi biển vẫn trong, vẫn sạch, không bao giờ làm biến hoại được biển. Thì tâm Bồ Tát cũng giống như cái biển vậy đó. Tất cả những kẻ ngu mông vô trí, mình bây giờ ở cái tầng đó ha, ở cao hơn khúc rồi. Ý dùng cái từ cũng hơi bị nặng là ngu mông, tức là sự ngu muội. Chứ cái trí tuệ chúng ta nó mong manh lắm. Cái niềm tin đối với tam bảo, niềm tin đối với chánh pháp, nó là một cái gì đó, nó
nó còn xa vời như vậy. Cái nhận định đúng sai với chúng ta nó là một cái gì nó rất là mong manh, phải dùng cái từ đúng là ngu muội. Đôi khi mình cũng nghe vậy mình thấy nó cũng hay, rồi người ta cười mình cũng cười, người ta vỗ tay mình vỗ tay, nhưng mà thực sự mình không biết gì đâu, không biết nghĩa đó. Và gặp được chánh pháp á thì mình nghe mình cũng biết chánh pháp minh sư, là tại vì người kia cũng nói chánh pháp minh sư, thực sự mình không biết chánh pháp là gì, không biết minh sư là gì hết á. Chưa chắc một chục đời theo mà mình biết, trăm đời trở lên bắt đầu mới biết chút chút. Thì mới hết cái ngu mông này. Đó là chúng ta bắt đầu có một cái nhận định tương đối đúng, có cái lập trường tương đối vững vàng, có cái thấy hiểu tương đối chắc thật, thì chúng ta mới vượt qua cái tầng ngu mông này. Chứ còn thật sự bữa nay nghe ông thầy này giảng thấy hay nè, đọc quyển kinh kia thấy hay nè, nhưng mà rồi thì mình cũng chấp trước, rồi mình cũng hơn thua, rồi mình cũng không có tin Tam Bảo, rồi mình cũng không có tin tấn tu hành. Thậm chí mình cũng nhìn thấy rõ ràng không phải là những người bình thường, mà là những người xuất gia ở trong chùa. Họ không có thấy rằng cái việc tụng kinh có giá trị gì, ngồi thiền được cái gì, và giữ cái oai nghi tế hạnh cũng như giữ giới đạt được cái gì cho mình. Thành ra là việc giới luật họ cũng không có quan tâm. Rồi thời khóa tu tập cũng quan tâm, rồi cái việc học đạo để hiểu đạo cũng quan tâm. Thấy thích thích cạo đầu mặc áo tu vậy thôi à. Ở chùa cả đời không ra cái gì. Phải dùng cái từ là không ra cái gì. Thì đây là những cái dạng mà Phật Bồ Tát nó là ngu mông, vô trí, không có trí tuệ để phân biệt được chút sinh hoạt đời sống, cái giá trị tâm linh, cái giá trị đạo hạnh của một người tu. Có nhiều người xuất gia là không biết cái điều này. Phật tử cũng vậy, xuất gia cũng vậy. Tức là khi mà chúng ta chưa có đủ cái phước đức để có thể được khai mở cái tâm trí của mình á, nói xuất gia chứ còn chưa chắc là được mở trí. Và người Phật tử cũng vậy, khi quy y rồi chưa chắc là cái trí tuệ chúng ta được khai mở. Thì chúng ta phải lại Phật, rồi tụng kinh, tọa thiền, học đạo, chúng ta làm tất cả những cái điều mà người trước đã từng làm có lợi ích, mà chúng ta cảm giác rằng nếu mà đi theo con đường đó sẽ có lợi ích tốt cho mình. Và mình bắt đầu thực hành từng ngày, từng giờ mình quân tập, mà mình gom nhóm từng chút cái phước của mình. Phải rất là cần mẫn nhiều đời thì mới vượt khỏi cái ngu mông vô trí này cái đó. Để nói tới Tam Bảo là mình liền hiểu Tam Bảo là cái gì, giá trị của Tam Bảo ra làm sao đối với đời sống của mình và với tất cả chúng sanh muôn loài. Và nếu như chúng ta học hiểu và hành trì đúng với những lời Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ được cái gì? Thì một chút vậy là bắt đầu mới vượt thoát khỏi cái ngu mông vô trí này, là gọi là một chút thôi. Bây giờ rất là nhiều tăng ni và Phật tử ngồi lại nói tới Tam Bảo, chúng ta vẫn còn mơ hồ, chưa thấy được giá trị đích thực của Tam Bảo là cái gì cho chúng sanh, và nhất là cho bản thân mình, thì chúng ta vẫn chưa có được cái điều này một cách rất là sâu. Thì chúng ta phải rớt vào cái tầng mà ngu mông vô trí, rồi vô ân, nghe nặng không, rồi sân độc, rồi kiêu mạn. Chúng ta bây giờ á, nếu mà nói về cái ân thì chúng ta chưa đủ cái trí để có hiểu về cái ân lớn của vũ trụ mênh mông này. Cái ân của Phật tổ, cái ân của trời đất trăng sao, của gió mưa, sáng chiều, chúng ta chưa đủ cái sức đó. Ví dụ như bây giờ thực tế nhất là chúng ta đang gì? Hít thở. Có bao giờ là ngủ thức dậy vừa tỉnh mắt mà mình thở thông cái mình chắp tay mình giữa hư không, mình xin thành tâm kính lễ, nếu mà không có không khí thì coi nín thở luôn rồi, đi luôn rồi, đúng không? Mình hít vô mình không thở ra, hoặc là mình thở ra mà mình không hít vô là mình cũng đi luôn. Hoặc là lỗ mũi mình bị nghẹt mình thở không được, mình phải thở bằng miệng, nhưng mà cũng phải tìm cách để thở. Thành ra là một cái người mà không có bệnh về mũi, không có bệnh tật gì mà hít thở thông thì họ sẽ quên đi cái hơi thở mình đang thở. Nhưng mà nếu không có hơi thở thì mình không có đủ oxy để có thể tế bào hoạt động sống, và bản thân mình cũng chết. Hơi thở cực kỳ quan trọng đối với một đời người, thở ra không hít vào là đi. Vậy đó, nhưng mà chúng ta có bao giờ thể hiện trọn cái lòng tri ân của mình đối với hơi thở không? Chưa có.
Chúng tôi nghe một cái chuyện cũng từ cái tin nhắn mà không biết nó thật hư như thế nào, từ bên Mỹ nhắn về. Nói sư phụ, kể sư phụ nghe chuyện này nha. Con già 93 tuổi bị nhiễm virus. Xong rồi thì vô nằm cái máy trợ thở. Và sau mấy ngày máy trợ thở được khỏe, được xuất viện đi ra, thì người ta đòi 5.000. Cái ông đứng ông khóc. Khóc thứ nhất là tại vì cái tuổi cỡ này thì kiếm 5.000 đâu mà trả. Người ta nói không, tôi sẽ trừ cái tiền phụ cấp ông từ từ cho tới đủ 5.000 thì thôi, yên tâm đi, không có sao đâu. Thì ông đứng ông khóc lớn lên nữa. Cái kia đó là tôi đâu có đòi tiền ông liền mà ông khóc hoài vậy. Ông nói khóc là tại vì 93 tuổi tao thở tao không tốn tiền, mà hôm nay mới có mấy ngày tao thở tao tốn tiền. Tại vì cái ngu của tao không biết tôn trọng cái hơi thở này, cho nên tao khóc vì cái ngu của tao, chứ không phải tao khóc vì tao sợ tao tốn tiền. Một ông già sáng suốt nói một câu đó. Chúng ta thở cả đời không có tốn tiền nữa, nó mới vô nằm mấy ngày tốn 5.000. 5.000 là bị trả mà mình đã thở cả đời mà chưa bao giờ cảm ơn. Bởi vì ông mới thấy là như vậy thì biết bước ra cái hư không này, nó ngửa mặt lên trời, hít thở cái cảm thấy hạnh phúc và không tốn các bạc nào, mà mình không biết cúi đầu để tri ân. Cho nên rõ ràng là chúng ta là bậc vô ơn, là người vô ơn chứ không phải là bậc nữa. Rồi gì, ánh nắng mặt trời để sưởi ấm mình, đất chở mình đi, tất cả mọi thứ mà mình đang sống ở đây. Một đời mình sống là một đời vay mượn. Chúng ta nghiệm kỹ lại để chúng ta thể hiện cái tâm biết ơn của mình. Mà người biết ơn sâu chừng nào thì sao? Là trí tuệ nhiều chừng đó. Chỉ là mình thoát khỏi cái vô trí mình mới thấy cái này, chứ còn có trí mà ít ít cũng thấy nổi nữa. Còn không có trí là cái này là mình mù tịch. Bây giờ mình đi hỏi hết rồi, thậm chí là những người mình quen biết, mình ngồi lại nói chuyện chơi hồi cái mình nói hồi đó giờ chị có cảm ơn không khí chưa, cái nó sẽ dòm mình một cách rất là bất ngờ. Không khí mất gì tao cảm ơn, sẽ trả lời mình câu đó. Không tin mình hỏi thử bạn bè mình sẽ biết điều này. Và rất là nhiều chuyện chúng ta không có bao giờ có phút giây nào mà chúng ta có một cái hành động một cách yên ổn, nhẹ nhàng, an lạc mà mình biết cảm ơn. Cảm ơn khắp hết tất cả các pháp giới này. Chúng ta ngồi đây mình tưởng là tự nhiên mình có phước lớn lắm mà ghê gốm lắm mình mới được ngồi đây à. Xin thưa không phải đâu. Nếu mà hư không này nó không có rỗng, mình có thể ngồi được không? Mình có thể nhúc nhích được không? Cái mặt đất này nếu mà nó bất ổn, nó dao động, mình có thể ngồi yên được không? Không được. Cho nên là trời che đất chở, rồi hư không vũ trụ tất cả mọi thứ đều là bậc đại ân nhân của chúng ta. Thì khi chúng ta biết ra rồi, mình không thể đóng đơn độc được. Và không có giờ nào, không có phút giây nào mà mình không thỏa ơn mà mình sống được. Phải nói một câu ngon lành như vậy. Nếu mình không thỏa ơn không khí, mình không thể sống được. Rồi là nước nếu không có, mình không thể sống được. Rồi thực phẩm mình không có, mình không thể sống được. Rồi cái người chung quanh mình lo lắng cho mình, từ bạn bè, cha mẹ, anh em, bậu bạn, vân vân, tất cả mọi thứ. Mà ở trong Lăng Nghiêm này á, chưa tới cái đoạn mình nói tới cái chuyện trùng trùng duyên khởi. Hôm trước cũng nói lướt qua lần rồi. Mình chỉ cần á là cầm một hạt cơm lên thôi, một hạt thôi, không có nhiều đâu, là nó liên hệ tới là hết cái vũ trụ mênh mông này lận. Đầu tiên gần nhất là cái gì? Người bưng dọn cho mình ăn. Xa hơn chút là người nấu, xa hơn chút là người vo gạo, xa hơn chút là đụng tới cái người chà gạo. Chà gạo thì phải có cái máy, máy thì đụng tới cơ khí thì đụng tới quặng mỏ. Thì cái người cơ khí thì gì? Phải đụng tới đâu nữa? Phải ăn uống nữa, phải không? Nói tới cái ăn uống thì đụng tới đất đai nè, đất rồi nước nè, gió là lửa nè. Nếu mà mùa màng không thuận lợi thì cây cỏ nó không có tốt. Mà gió thì khắp hư không vũ trụ này, ánh nắng cũng khắp hư không vũ trụ này, nước cũng khắp hư không vũ trụ này, đất cũng khắp hư không vũ trụ này. Nó mênh mông trời biển lắm, hạt cơm thôi. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ có một bữa ăn mà với cái lòng thành kính thực sự, chưa có.
nghi thức lại nhiều. Ngay cả trong chùa cũng tụng kinh bằng nghi thức. Chứ còn hết cái lòng để tri ân thực phẩm là chúng ta chưa có. Một giọt nước cũng vậy. Tất cả những cái mà chúng ta thọ dụng là những cái chúng ta thọ ơn. Thì ít lắm là chúng ta cũng phải biết ơn này chút xíu đi, để cho cuộc sống chúng ta nó được ổn. Mà xưa giờ tôi nói là ít lắm là trước khi đi ngủ và sau khi thức, vừa mở mắt ra mà chúng ta còn bình thường, chúng ta có thể ngồi dậy được một cách khỏe khoắn, bình yên, là bắt đầu chúng ta quỳ xuống ngay tại chỗ, nơi bụng đây đừng có lần đi ra. Nghi đó thể hiện cái lòng thành kính tri ân của mình đối với chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp. Nhờ sự gia trì hộ niệm của các vị mà con được một cái giấc ngủ yên lành. Bây giờ con xin bày tỏ cái lòng tri ân của con, và con nguyện sẽ làm cái gì lợi ích chúng sanh để đền trả cái ơn này cái đó. Và xin các vị gia hộ tiếp tục cho con, để con đón một ngày mới với đầy cái sự an lành, đầy sự an lạc, để con tiếp tục sống lợi lạc chúng sanh đời an chư Phật. Ví dụ vậy đấy. Và tới ngủ thì chúng ta cũng phải lại một lần để thể hiện cái điều này. Còn nhiều hơn nữa thì tốt. Thực sự thì ăn miếng cơm, uống miếng nước, ở bóng mát, ngồi chỗ yên, vân vân. Tất cả mọi hành động chúng ta phải đều thể hiện cái lòng biết ơn của mình. Và đúng như lời Đức Phật dạy thì sao? Này các tỳ kheo, nếu chúng sanh nào mà biết ơn và đền ơn, dù sống cách xa ta ngàn dặm như đang sống ở bên cạnh ta. Nếu chúng sanh nào mà không biết ơn, không đền ơn, thì dù ở bên cạnh ta giống như ở cách xa ta ngàn dặm. Mà ở bên cạnh Đức Phật là cái gì? Là yên ổn, là an lành, là an lạc. Cho nên nếu mà chúng ta thể hiện cái lòng biết ơn một cách sâu sắc đối với từng cái nhịp sống nhỏ trong vũ trụ này, thì không có lúc nào chúng ta không an lạc. Vì chúng ta đang ở bên cạnh Phật rồi. Và yên tâm là khi chúng ta xả bỏ cái quyển thân này, chắc chắn là chúng ta cũng sẽ ở được cái cõi an lạc, vì người này là người biết ơn. Còn vong ân bội nghĩa thì đạo đức chúng ta nó cũng sẽ không có. Cho nên chúng ta sẽ hưởng cái quả hơn là hưởng phúc trong cuộc đời này. Để ý những người vong ân là người đó không bao giờ hưởng được cuộc sống tốt đẹp. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Vũ trụ nó tự ban phát với tất cả những điều mà chúng ta muốn, và vũ trụ cũng có thể thâu lại tất cả những cái vong bạc của mình. Tại vì vong ơn bạc nghĩa là chắc chắn là chúng ta sẽ có cái gì đó, nhưng mà nó sẽ không có tồn tại bền với mình được. Cho nên cái việc mà ơn nghĩa là một cái gì nó rất là lớn. Chúng ta ở Việt Nam nó có một cái câu rất là hay, đúng không? Ví dụ như mà cái Việt Nam là cái gì đó, kính thầy mới được làm thầy. Hoặc là người Trung Hoa có một câu là nhất tự vi sư bán tự vi sư, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy mình. Và nói người xưa khi mà họ dùng cái từ là thầy á ha, thì với đầy sự tôn kính. Còn bây giờ họ kêu bằng thầy á, nó giống như một cái từ giỡn chơi vậy đó, ngộ lắm. Bây giờ mình nghe cái trọng lượng cái lời nói thầy của một cái người đi, mình sẽ nghe mình thấy rõ cái điều này lắm. Thầy ví dụ như nó kêu thầy cái, nghe nó giống như kêu một bạn nó vậy đó. Tại ông này ông thầy cho nên là kêu thầy. Nhưng mà người xưa họ sẽ kêu thầy một cách rất là kính trọng. Một lời nói nó đầy trọng lượng khi cái từ thầy thoát ra từ cái ngôn âm của người ta. Thật ra là chỉ cần nó phát âm ra là chúng ta biết rằng cái sự tôn kính đối với một vị thầy á. Họ chỉ cần học một bữa học là vị thầy đó cả đời là thầy của mình. Và cái lòng tôn kính của họ nó khác đi. Chúng ta phải thấy là ở trong Phật đạo cũng vậy đó. Một cái ngày nào đó một người Phật tử hoặc là một vị tăng ni đệ tử một vị thầy, chúng ta chưa có đủ cái tình đối với thầy. Chúng ta gọi là đủ cái tình. Cái tình thầy trò nó thiêng liêng lạ lắm. Chúng ta chưa có đủ cái cảm nhận này đâu. Nói là tăng ni vẫn còn thấy xa lạ. Tôi nói thật á, tăng ni bây giờ vẫn còn thấy xa lạ trong cái tình này lắm. Phật tử cũng thấy rất là xa lạ trong cái tình này. Nhưng mà đến một lúc á, mình vừa thoáng nghĩ tới thầy mình thôi, với đầy cái sự xúc cảm ở bên trong á, trào dâng một cái sự xúc cảm lạ thường lắm.
Cái này nó không phải tình cảm nam nữ, nó không phải tình của cha con, cũng không phải là tình của bạn bè, mà cái tình thầy trò. Nó là một cái gì nó sâu lắm. Tại vì như nãy mình nói là Bồ Tát đã từng theo mình hằng hà sa số kiếp, cho nên cái thầy trò nó là một cái loại thâm tình kỳ cục không diễn tả được. Mà khi mà mình sống dậy cái tình đó rồi á, thì mình mới có khả năng đi theo suốt cái dòng pháp đó. Còn không là không bao giờ đâu. Chúng ta học cho vui thôi. Ông thầy mà thuận gì với mình, ông thầy mà chiều mình, ông thầy mà theo ý mình đó, thì mình theo ổng học chơi. Còn không thì dẹp ổng qua bên, mình kiếm ông thầy khác mình học. Thì cái đó nó không có cái tình thầy trò. Chúng ta chưa có một lần xúc cảm trong tùm thầy trò thì chúng ta không thấy được điều này đâu. Nói thì mình thấy còn lạ lắm. Nhưng đến một ngày mà chúng ta cảm giác rất là xúc động khi mình nghĩ tới cái tình thầy trò, ủa sao nó lạ lắm. Mình nghiệm lại, nếu mà ai đã từng yêu đương, cái sự rung động yêu đương vẫn thua cái tình này. Và hồi xưa tôi nói với mọi người đã khuất, lúc đầu không tin. Tôi nói là cái tình của thầy trò nó hơn tất cả cái tình cảm của thế gian kỳ lắm. Chúng ta không diễn tả được cái tình thầy trò. Nó thiêng liêng, nó cao quý cái gì đó mà người thế gian không hiểu nổi. Càng hiểu sâu trong Phật Pháp chừng nào á, thì cái tình thiêng liêng của mình đối với Phật, đối với Bồ Tát, đối với Thầy Tổ, đối với ân sư, nó lớn không thể nào diễn tả được. Mỗi lần nghĩ tới là chúng ta gần như là chỉ có cái nước là giao hết cái mạng này cho bông, cho dầm ra đi nữa, mình cũng cảm giác nó chưa có đủ để đền trả cái tình thầy trò nữa, lạ lắm. Thì khi ấy chúng ta mới đủ sức thâm nhập cái dòng pháp đó. Còn không là không có vô được. Ngộ lắm. Những người mà đi sâu vào bất kỳ một cái dòng pháp nào thì họ luôn nói đến cái điều này trước tiên. Họ luôn lễ thầy mình với tất cả cái lòng tôn kính nhất, và họ thể hiện cái sự xúc động sâu xa nhất trong tận thâm tâm của mình. Thì mình biết đó là cái người đã đi sâu vào dòng pháp rồi, đã công phu tốt rồi. Còn không á, họ là họ cũng chào, họ cũng lễ theo đúng nghi thức thôi. Nhưng mà sâu tận nơi thâm tâm nó không có cái điều này. Và đối với thầy không có, thì đối với Phật tổ thì cũng chưa chắc. Ngộ lắm, cái cầu nói của mình với thầy là cái một cái sự dính gắn kết của mình với Phật, với tổ, đối với cái chánh pháp. Thành ra cái sự xúc động phải có một cái tình thiêng liêng không thể nói được trong cái thế giới này. Và chỉ có những người họ tu sâu lắm họ mới nhận ra. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Người phàm không thể nhận ra được cái ơn Phật, tại vì họ chưa nhận được cái sự cứu độ của Phật một cách thực thụ. Mình chưa được vượt thoát cái khổ đau thực sự. Chúng ta chưa hưởng được cái sự an lạc thực sự. Thì cái ơn của mình với Phật nói là nói mình cũng biết ơn vậy, nhưng mà bề ngoài thôi. Đến một ngày mình được chuyển hóa và mình thấy là bây giờ mình vượt thoát hết tất cả những sự vướng mắc của trần gian đi, chưa có nói được tới cái giác ngộ giải thoát sâu. Thì hả, giờ ông Phật nói là ê, cho xin cái đầu ngồi chơi đi con, đưa cái đầu cho ngồi liền, chứ không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ, sẵn sàng làm ghế cho Phật ngồi tới hàng ngàn kiếp sau, hàng vạn kiếp sau mà không hề có nửa ý niệm suy nghĩ gì. Càng đội Đức Phật trên đầu với đầy cái sự tôn kính và tri ân, chứ không có một cái tâm khác. Nhưng bây giờ không có cái chuyện này ở thế gian, hiếm lắm. Bây giờ cái chuyện này thì rất là hiếm. Thầy nói đưa đầu tôi ngồi một chút coi vậy. Có đứa nào dám đưa đầu vô? Không có đâu. Bây giờ chuyện này nó hết rồi. Chứ hồi xưa là phải mà lóc thịt, lóc da để có thể nuôi thầy một ngày, người ta vẫn làm. Nhưng mà bây giờ chuyện này không có nữa. Cho nên chứng tỏ rằng cái đạo đức cũng như là đạo lý của chúng ta nó không có đủ cái tầm để có thể đi sâu. Thành ra khi học Phật chúng ta thấy rõ là chúng ta nhìn, nếu mà nhìn một cách tổng quan đó nha, về tất cả các nước ở trên thế giới này, cái cách lễ Phật thì mình nhìn chỉ có cái dân Tây Tạng thôi. Mình thấy cái cách lại Phật hết mình của họ đó ha, là thiệt thiếu điều mình muốn quỳ mình lại họ ở sau lưng á. Cái cách họ thành kính trước Đức Phật, họ lại mà gần như là không có còn nghĩ ngợi gì tới thân xác của mình nữa.
Và không phải một người dân Tây Tạng đâu, mà rất là nhiều người dân Tây Tạng, từ cái nhà họ mà đi đến cái đền thờ có khi là hàng trăm km. Và họ cứ bước một bước là họ lại một lại, bước một bước họ lại lại là hàng vạn người như vậy. Việt Nam mình trước đây có ông thầy lại là mình thấy nó lạ, chứ không có lạ. Chuyện là chuyện nhỏ đối với dân thường của Tây Tạng. Và cái lòng thành của họ, họ lại họ bất kể sự nghỉ ngơi, bất kể sức khỏe, không có cái chuyện mà cơm nước dọc đường họ không có cần. Chứ không phải như mình lại cái là có hai ba xe chở đồ ăn theo, sao ngồi mệt có người quạt đút đồ ăn rồi đủ thứ. Kiểu nó không phải đâu, không phải vậy đâu. Cho nên chúng ta phải nhìn cái cung cách lễ Phật á. Tôi nói hoài, tôi nói là nếu như mà tôi chỉ cần đứng nhìn cái người lễ Phật thì mình có thể nhận được cái tâm của họ hướng Phật ở mức độ nào, cái lòng tri ân và cái sự tôn kính của họ hướng Phật ở mức độ nào. Và nếu mà họ lại Phật với tràn ngập cái lòng tri ân á hả, thì biết rằng người này là gần sạch phiền não rồi. Phải nói nha, người này gần sạch phiền não rồi mới có được cái này. Chứ thôi mà lại Phật thì cũng lại nghi thức thôi. Ngay cả cái chuyện mà mình quỳ, mình sám hối đi nha, mà coi trong tâm nó rỗng lắm, nó không có gọi là xúc cảm, không có bày tỏ một cách chân thành tất cả những cái lỗi lầm của mình trước Phật. Vì nghi thức sám hối thì mình phải đọc sám hối. Nhưng mà đến một cái ngày á, mình thực sự thấy ra cái lỗi của mình, và mình rất là thổn thức đối với cái lỗi lầm này. Mình rất là ăn năn khi mình đã sai phạm điều đó, và mình thiết tha ân cần để bày tỏ cho nó hết cái tâm thành sám hối của mình thì mình mới hết tội. Còn nghi thức không hết đâu. Tụng tôi cho lại tới 8.000 lại chứ đừng nói 108 lại, nó cũng không có rớt được mẻ, không có mẻ ăn miếng tội nữa đó. Tại vì chưa có thành tâm. Nghi thức là khác, tâm thành nó khác. Cho nên là nói là Phật dụng tâm là dụng cái này nè. Phật có thể chấp nhận, Tiêu Bồ Tát có thể thấy biết được tất cả những cái gì đó nó xuất phát từ cái cõi lòng của mình. Cho nên cái lòng tri ân cũng vậy á. Một người mà đi theo đạo Phật cho tới một ngày nha, người đó tự nói với chính mình, và nếu mà nói trước thiên hạ thì mình sẵn sàng là đem cúng dường cho chư Phật hằng hà sa số thân mạng nữa, mình vẫn chưa có cảm giác đủ với cái sự tôn kính và tri ân của mình đối với Phật. Cho nên nó là cái sanh ra đời này mà được đầy đủ trí tuệ, đầy đủ lục căn, mình có thể hiểu, có thể biết, có thể ăn nói và có thể hoạt động được, và có thể làm lợi ích cho ai được, thì mình nguyện lòng mình sẽ làm tận tụy cho tới khi mà hết đời này, thì mình nguyện đời sau ra tiếp tục làm lợi ích chúng sanh cho tới khi nào tất cả chúng sanh đều được thành Phật, thì lúc đó mình mới đủ gọi là cái gì, thể hiện cái hành động báo ơn Phật. Chừng đó mới đủ. Còn chúng sanh lầm mê là chưa có được. Là cái ơn Phật mình chưa có đền được. Đó, khi mà một người nào mà hiểu đạo và có phát nguyện phát tâm như vậy rồi á, thì lúc đó mới đủ gọi là gì, biết ơn và đền ơn Phật. Họ không có từ nan bất kỳ một cái việc khó nào mà có thể bỏ qua cái việc lợi ích chúng sanh. Ngộ lắm, đi sâu vào công phu. Và chúng ta nếm trải một ít cái cảnh giới mà trí tuệ của các vị đã giác ngộ, thì chúng ta thấy là dù là còn một cái hơi thở cuối cùng thì cũng quyết làm cái gì đó lợi ích một cái rồi đi. Chúng ta phải nói vậy đó. Cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là Đức Phật, đúng không? Trước cái phút nhập Nước Bàn, Đức Phật phải giáo hóa một ông cho ông thuyết giảng cái nữa, rồi Đức Phật mới nhập Nước Bàn. Đó là hình ảnh đẹp của bậc đại giác ngộ mình. Nhưng mà mình bây giờ mình chuẩn bị chết là sao? Chuẩn bị chết là mình phải tránh né, phải nghỉ ngơi, phải là không có tiếp xúc với người ta, rồi gì gì đó đủ thứ, tức là chuẩn bị lo cho mình. Chuẩn bị lo cho mình. Còn những cái vị Bồ Tát và Đức Phật thì không có cái chuyện này. Hơi thở mà còn một hơi vẫn tìm cái cách làm lợi ích cho ai một cái rồi đi. Đó là chúng ta thấy, nhìn thấy cái hình ảnh Đức Phật trước phút nhập Niết Bàn, đúng không?
Đức Phật vẫn còn độ một người xuất gia. Trong khi chư tăng cản, Đức Phật nói là các người không được cản, hãy để Thuần Đà lại gần ta. Và xuất gia cho vị này làm tỳ kheo xong rồi nhập Niết Bàn. Đó, chư Phật đã là một cái hình ảnh để cho chúng ta học, mà muôn thuở chúng sanh không học ra bài học này, mà chỉ có các vị Bồ Tát mới học nổi. Cho nên là không có cái chuyện làm cái gì làm, chứ còn kiếm Bồ Tát làm biến không có đâu. Mình thì làm biến thì có, cho Bồ Tát là chưa bao giờ. Dù là ngã lưng ra để nghỉ, nhưng mà nghỉ gì cái gì đó, nếu mà ngon mà ai mà là Bồ Tát thì sẽ trả lời được là tôi nghĩ gì, mục đích gì. Tại vì thực sự mới nói là sức người nó có hạn, tâm lực của mình thì là càng lớn, có là thân nó bất tòng tâm rồi, làm việc 20 tiếng đồng hồ nó mệt rồi, cho nó nghỉ một chút. Nghỉ vậy chi? Để khôi phục lại được sức khỏe, để tiếp tục làm lợi ích chúng sanh, chứ không phải nghỉ gì cho mình khỏe. Không phải như vậy, mà muốn khôi phục năng lượng để có năng lượng đầy đủ và tiếp tục làm lợi ích chúng sanh nữa. Thì vậy là trước khi ngủ chúng ta cũng phải có tâm niệm này, rồi trước khi thức chúng ta cũng phải có tâm niệm này, trước khi ăn chúng ta cũng phải có tâm niệm này. Chúng ta ăn gì cái gì? Không phải ăn gì ngon miệng, không ăn gì để cho mình khỏe, không phải ăn để cho mình mập, mà ăn gì để cung cấp năng lượng nuôi sống cơ thể, để mình có đầy đủ sức khỏe làm lợi ích chúng sanh, đền ơn chư Phật. Mình phải luôn có những cái tâm niệm này. Thì vậy là nếu mà người đền ơn thì lúc nào mình cũng phải có những cái suy nghĩ, những cái hành động không có được quên bất kỳ một cái ơn nhỏ nào. Cả ngày chúng ta sống với cái lòng tri ân và báo ơn thì quý vị sẽ thấy là cái hạnh phúc của mình nó lạ lắm, cái sự yên ổn, cái bình an của mình nó lạ lắm. Phật Bồ Tát mà thấy mình biết ơn thì phải dùng cái từ là Phật cưng mình lắm. Nhưng mà cứ cho nó hoài, giúp nó hoài mà không thấy ngày nào nó biết cái gì hết. Đúng là ngu si vô mông, vô trí. Rồi Phật rầy dạy là cũng đúng rồi. Có những cái ơn rất lớn chúng ta không bao giờ chúng ta nhớ. Ơn mà để sanh trưởng của mình là đối với thế gian nó rất là lớn rồi. Nhưng mà ơn để nó sanh trí huệ của mình, để mình vượt thoát cái lầm mê sanh tử, ơn đó mới lớn hơn. Thân cha mẹ sanh ra là cái thân tứ đại thì là một trong những ơn lớn rồi. Nhưng mà người mở tâm mở trí chúng ta thì ơn đó mới lớn. Nhưng mà lúc đầu mình không hay ra đâu. Đến một cái ngày mà mình thực sự mình thấy mình không còn vướng mắc cái gì ở trần tục này nữa, mình thấy mình đã vượt thoát hết tất cả những lầm mê trong sanh tử đó rồi, thì giật mình và không bao giờ đứng được trên đôi chân này nữa, là tự động quỳ ở đâu á, mặc dù đó là một dũng bùn chúng ta cũng quỳ xuống để chúng ta lại ngay tại chỗ đó nữa. Lạ lắm, không phải đợi vô bàn thờ rồi trải thảm. Không có chuyện đó rồi, không có chuyện đó. Khi mà một lần mà chúng ta vượt thoát hết những lầm mê sanh tử, chúng ta rất là xúc động với cái ơn của chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh hiền đã cực khổ với mình hằng hà xa số kiếp, dìu dẫn cho mình tới giờ phút này, để cho mình có được một giờ phút an lạc và hạnh phúc như thế này, thì lại không bao giờ tiếc cái thân mạng này. Và bắt đầu từ đó chúng ta bắt đầu phát nguyện lợi ích chúng sanh liền. Cho nên bây giờ mình thấy cái người tu mà hay tránh né thì chúng ta phải coi lại. Nói trắng ra thì nó mất lòng, nhưng mà chúng tôi dùng từ là phải coi lại. Đây là một cái việc rất là rõ ràng trong công phu tu tập và thể hiện cái mức độ tâm chứng của người ta. Người mà hiểu biết rồi không bao giờ nghĩ tới cái chuyện riêng, ngộ lắm. Họ sẽ làm bằng tất cả mọi thứ và họ gìn giữ, họ bảo hộ những cái người mà đủ duyên để đi theo dòng pháp. Gần như là họ bỏ bọc bằng tất cả những cái khả năng vốn có của mình. Biết làm sao mà người ta dụng công, người ta tu tập, người ta yên ổn là mình mới cảm giác mình yên. Khi mà những người ở trong cái vòng tay bảo bọc của những cái vị thầy mà dạy dỗ để dẫn người ta đi trong dòng pháp của mình, chúng ta thấy nó cực lắm. Nhiều khi là nửa đêm giật mình là phải nghĩ tới cái chuyện là làm bằng cách gì đó. Mình có cái cảm giác là nó, cái người mà được mình bảo bọc họ bị bất an, họ bị khó khổ, họ bị cái gì đó là mình cảm giác là không yên lòng. Để tìm cái cách gì đó để cho những cái người đó được yên ổn tu tập. Cho nên các vị làm không có nghỉ ngơi,
Thì ra là lợi ích chúng sanh là gì? Là đền ơn chư Phật. Cho nên ngày nào mình sống lợi ích, tức là ngày đó mình chưa có biết ơn Phật, thật ra là mình không có đền ơn được. Và không biết ơn, không đền ơn thì mình biết rằng mình với Phật còn xa lắm mới gặp nhau. Có gặp lắm. Sân độc, hai từ nó sân nó khác, độc nó khác, không biết sao để chung. Nhưng mà thật sự là nổi sân, có nhiều người sân nhưng mà họ đâu có độc. Nhưng mà có nhiều người nổi sân độc thiệt á. Chọc họ một cái là coi chừng chết, chứ không có cái chuyện mà sống bình yên trong cuộc đời này. Chọc giận họ là suốt đời mình không có một ngày yên. Có những người họ sân á, nhưng mà họ không hề có cái tâm để làm hại mình, thì cái sân này nó không có độc. Khi nào mà chúng ta thấy người đó mà la lối ha, à, nhưng mà mình thấy mình xuống là tại vì mình có phước được người đó la cái ra. Người đó còn la là mình còn nên người, mà bỏ mình luôn là cái như đời mình nó tan tành đi. Nhưng mà một người đệ tử mà hiểu biết á, thì mình thấy cái hành động la lối với đầy cái tình thương của vị thầy mình, muốn chỉnh đốn mình, muốn sửa đổi mình, muốn nâng tầm mình, muốn mình tốt, chứ không phải là la là vì cái sân hận sức khoát tượng thầy đó. Nhưng mà nghe cái kiểu giống như là sân ghê gớm lắm, nhưng mà không phải. Họ thương mình lắm, họ muốn, nếu mà không có lẹ miệng lẹ tai á thì mình có chuẩn bị sa đà, không có kịp để ngăn chặn cái sa đà của mình. Cho họ thể hiện cái thái độ rất là mãnh liệt, rất là cứng rắn. Nhưng mà thực sự nghe chưa chắc là nó sân, nhưng mà thái độ cứng rắn của họ giống như một cái sự sân si, nhưng mà không phải đâu. Nếu mà không kịp là không có chặn mình kịp đâu. Giống như hồi xưa có một vị thiền sư, tôi đọc tôi cười ngất không. Thiền sư Trung Quang, ai nói là các ngươi học đạo đi đâu xa xôi sao không lại gần. Vị tăng bò lại gần, quất cho ba gậy. Ông bỡ ngỡ nói, ủa thưa thầy, thầy kêu con lại gần, mà con bò lại gần thầy đánh con là nghĩa lý gì? Ông nói là đánh mi lẹ lẹ chứ sợ không kịp. Không kịp mi thế nào mi cũng thắc mắc tầm bậy tầm bạ. Hiểu lầm ta cái từ lợi gần rồi thì thế nào mi cũng hỏi cái câu tào lao nữa. Cho nên đánh để chặn cái tào lao của mi cho nó kịp. Lợi gần là thân cận với Phật Pháp. Lợi gần là mình phải sạch đi những cái xa, những cái che chướng của mình đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo mới được gọi là lợi gần, gọi là thân cận. Nên cần là phải sạch hết những cái tâm phiền muộn, những cái tâm phiền não của mình. Mình hết đi rồi thì mình mới thân cận với Tam Bảo, với Chánh Pháp, với Thầy Tổ được, mới được gọi là lợi gần. Chứ không phải lợi gần là lại ngồi chung với Thầy. Hiểu lầm bị ba gậy là đúng rồi. Đó là ra là tất cả chúng ta cũng vậy. Nếu mà cái sân nó khởi lên á, mà không phải vì cái mục đích quyền lợi riêng tư của bản thân mình thì cái sân đó không có độc. Nhưng mà khi người ta đụng tới quyền lợi riêng tư của bản thân mình mà mình nổi sân nổi điên lên đó, thì lúc đó là độc thiệt á. Thật ra là nếu mà mình học đạo mà một lần nào đó mình cảm nhận được cái lời la rầy mà đầy cái tình thương yêu rót vô tâm chúng ta là chúng ta hạnh phúc lắm. Có nhiều người học đạo rất là muốn được thầy quan tâm mình, chửi cũng được nữa. Chửi cũng được nữa, nhưng mà ông thầy quan tâm là hạnh phúc rồi. Mình sai trước mặt ổng ngày này qua tới ngày kia mà sao không nghe rầy câu nào, không biết là có quan tâm hay là không. Mà thật sự cái ông thầy thấy mình dạy không được chẳng có thèm nói tới mình luôn. Và cũng có nhiều vị thầy như vậy, không thèm chúc đời, không thèm nói câu nào hết. Thì đó là cái điều mà xui của mình rồi, phải dùng cái từ như vậy. Còn được thầy rầy dạy là mừng đi. Thành ra cái sân nó là cái sự nóng lên, nhưng mà chưa chắc là độc. Còn cái độc á là do cái sự tranh đoạt, cái tham tâm của mình mà không thực hiện được thì cái sân đó coi chừng nó là độc. Cho nên sân là khác, còn độc là khác. Độc là có nghĩ tới cái chuyện phải hãm hại người khác vì quyền lợi riêng tư của mình. Còn cái sân chưa chắc là vì cái sự riêng tư. Cái nóng lên của một người mà có trách nhiệm thì không phải vì cái chuyện riêng tư, và họ không bao giờ đọc. Còn cái kiêu mạn thì trước kia hình như mình có nói rồi ha.
chưa bao giờ mình thấy trong cuộc đời này có ai bằng mình. Và tất cả những cái gì liên quan tới mình đều là số một, gọi là một hạ vô nhân, dưới mắt không có người. Mình là nhất, cho nên là cái gì của mình là cũng ngon, cái gì của mình là cũng hay, cái gì của mình là cũng độc, cái gì của mình là cũng siêu, còn thiên hạ là đồ giá rách. Thì rõ ràng đây là tâm kiêu mạn. Kiêu này là quá kiêu rồi, đúng không? Như ví dụ như bây giờ mình ngồi gần người bạn của mình, thì bữa nay thấy nó mặc cái áo đẹp thiệt á, nhưng mà nhìn lấy nhìn lui nó cũng đâu đẹp bằng mình đâu. Thầm thầm thôi nhưng mà không nói, người ta khen nó đẹp, nhưng mà trong bụng mình thì mình không có thể làm sao để cho người khác khen, nhưng mà trong bụng mình cũng không chấp nhận, là tại vì nó đâu nó hơn, nó mặc vậy chứ còn đồ tôi đẹp hơn nhiều. Bà kia bá mắt bị bù lạch ăn, cái khen tầm bậy không có trúng chỗ. Cái kiểu gì đó, trong mọi cái hành động, mọi cái chỉ là lúc nào mình cũng thấy rằng là mình hơn, mình cũng thấy rằng mình là trung tâm của vũ trụ, mình là số một, thì đó là cái tâm kiêu mạn. Kiêu mạn ngược lại là cái gì? Là khiêm hạ. Một cái người kiêu mạn á thì khó có thể gìn giữ được cái phước báo của mình. Ví dụ như bây giờ mình là Phật tử đi, mình đi cúng chùa, bữa nay mình có trúng mánh, mình cúng chùa nhiều hơn bạn của mình, thì như vậy là khi mà ngồi nói chuyện với các ông thầy trụ trì, với sư cô trụ trì, là mình thấy mình là nhân vật quan trọng. Tự nhiên có ông bà nào vô cúng có 5 xu mà kêu mình đứng dậy để nhường chỗ cho bà ngồi, mình đâu bao giờ mình nhường. Tại tôi nhân vật quan trọng, chị mới cúng mấy đồng, chị cúng đâu bằng tôi không có đi đâu. Tôi ngồi đây à, ví dụ vậy đó. Và cái chuyện này xảy ra cũng nhiều lắm à. Tự động mình đi cái chùa đó, nếu mà ông thầy mà tiếp mình á tốt đẹp rồi, và có cái vẻ trân trọng vì cái mình thuộc về cái dạng mà cũng là đại thí chủ rồi, còn cái bà chèm nhem kia mà không có được cái vị trí quan trọng như mình, thì mình biết rằng thầy này hiểu biết đó, thì mình có thể tới chùa đó nữa. Thật ra là mình làm một chút hành động thôi là mình thấy mình là cao, là mình là cái người quan trọng, mình là nhân vật chính gì gì đó, là kiêu mạn xảy ra. Cho nên nếu mà mấy người mà làm lợi ích được mà họ khiêm tốn thì người đó là người đạo đức lớn. Thật ra lấy cái tâm gọi là kiêu mạn, nó sẽ làm mất đi cái phước lành của mình, và nó không quân tập được cái đạo hạnh cho mình. Thật ra cái người mà làm lợi người khác nhiều chừng nào, người có địa vị xã hội nhiều chừng nào mà càng khiêm tốn chừng đó, thì người đó được giữ được cái thanh danh và cái phước báo của mình. Cho nên cái khiêm hạ là một trong những cái rất cần để có thể gọi là huân cái đức của cái người tu. Mình luôn luôn thấy rằng mình là nhỏ bé. Thấy nhỏ bé thì chưa có phải đâu. Nếu mình hiểu ra, thứ nhất là mình hiểu đạo lý bình đẳng trước đó đi, thì do cái đạo lý bình đẳng là thấy mình không thể hơn ai được rồi. Cái thứ hai là mình thấy tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật hết rồi. Thì mình thể hiện cái gì? Nếu mình yêu kính Phật thì tất cả những người xung quanh được mình yêu kính giống như yêu kính Phật. Đây là một cái sự thật của cái người có trí. Rồi khỏi cần tu cái khiêm hạ nữa. Tại vì ai mình cũng tôn kính như Phật rồi, khỏi cần tu cái khiêm hạ. Còn nếu hiểu thấp hơn chút nữa đó, thì tất cả chúng sanh muôn loài đều là đại ân nhân của mình. Đã từng là cha, đã từng là mẹ, đã từng bồng ẵm nuôi nấng bảo bọc gìn giữ mình từ đời này và tới kiếp nọ. Tại vì vô lượng kiếp sinh tử, mỗi kiếp thì có một cha một mẹ. Cha một mẹ là có thầy tổ, có rất là nhiều cái bậc ân nhân. Thì như vậy là mình nhìn chúng sanh là nhìn những cái bậc đại ân nhân, chứ không phải là nhìn người bình thường. Thì này đâu có cần khiêm hạ đâu. Mình đang đối diện với cái bậc đại ân nhân, mình đối diện với cái bậc tôn kính như Phật, như Tổ, thì khiêm hạ không cần, đúng không? Mình đâu có ngã mạn được với ai. Lúc nào mình cũng thấy mình là cái người đang thọ ơn với tất cả chúng sanh muôn loài. Cho nên dù là muôn loài chúng sanh nhỏ nhất với mình cũng là ân nhân của mình. Thành ra mình có cái thái độ khinh thường, có thái độ khinh khi thì mình là cái người vong ân bội nghĩa, mình không có đáng sống ở trong cuộc đời này.
chứ không cần tu khiêm hạ, không cần. Nhưng mà phải có trí tuệ để có thể thấy được điều này một cách rất là sâu sắc. Mà sự thật thì tất cả chúng sanh đều là đại ân nhân. Cho nên tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần là gì? Tôi nói nếu mà cái từ mà chúng ta bị sanh ra ở đây là do nghiệp, thì ở một cái chiều nào đó có thể chấp nhận được. Nhưng mà tôi thì tôi lại không phải là phản đối, nhưng mà tôi nói tôi sanh ở đây để làm cái gì? Tôi nói là tôi sanh ở đây không bị nghiệp á. Ai cãi tôi cãi. Tôi sanh ở đây để tôi đền ơn, tôi báo đáp cái nghĩa của cái vũ trụ này. Tôi có mặt đây để vì mục đích tôi đền ơn. Tại nhiều đời tôi đền ơn chưa có đủ, tôi thọ ơn quá nhiều, cho nên đời này tôi đền ơn chưa đủ, để tôi sanh đời khác tôi đền ơn tiếp. Và tôi cứ tiếp tục sanh trong sanh tử này để tôi tiếp tục đền ơn trả nghĩa, chứ tôi không phải là bị sinh tử luân hồi do nghiệp tập. Tôi không chấp nhận cái nghĩa này. Nhưng mà ai nói nghĩa gì là cái chuyện của họ. Nhưng mà với cái thấy nhìn của tôi thì tôi không có hiểu khác hơn được là tôi được sanh ra trong cuộc đời này để tôi được đền ơn đáp nghĩa từ Phật, Bồ Tát, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cho tới chúng sanh muôn loài đều là những bậc đại ân nhân của tôi. Cho nên khi mình gặp một người á, mà họ tới với mình, nếu mà họ tới theo cái thuận thì họ cũng dạy dỗ mình thêm để mình thọ ơn thêm. Họ tới với cái nghịch là họ cũng dạy dỗ mình một bài học để mình thọ ơn tiếp. Và họ đòi hỏi một cái gì là cái gì? Họ ví dụ như họ đòi quyền lợi, họ đòi cái gì đó thì bây giờ mình nghĩ làm sao? Nghĩ làm sao cho trúng? Đây là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp mình đã thọ ơn rồi. Bây giờ mà họ đòi nợ mình bằng cái kiểu gì đó thì là mình mừng hay mình giận? Nếu họ không đòi mà không có cơ hội để trả ơn. Cho nên họ thuận hoặc họ nghịch, tức là họ tạo cái cơ hội để cho mình đền ơn. Thì như vậy thì sao? Phải mừng để mà trả chứ không phải được buồn. Thành ra ai bị người khác gạt, ai bị người ta móc túi mà buồn là không đúng. Không đúng. Mình bị mất tiền, mất tình, mất cái gì đó, mình nói là nếu mà phải cảm ơn trời Phật là khiến cho cái bậc đại ân nhân của con đến đây để con được cơ hội để con đền trả ơn cũ. Vậy là hết phiền não liền á. Đúng không? Còn nếu mà chúng ta suy nghĩ cái khác thì phiền não gắng chịu. Phiền não gắng chịu thôi. Ví dụ như bệnh tật, quan trái gì 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 đó, rõ ràng là cơ hội. Ví dụ như thực sự là bệnh mà bệnh ác tính thì rõ ràng là một cơ hội để mình đền trả cái oan gia trái chủ. Vì như vậy mình cảm ơn cái cơn bệnh, cái cơn đau của chính mình. Nhờ quý vị xuất hiện ở đây để tôi hiểu hơn về nhân quả nghiệp báo của tôi trong nhiều kiếp tôi đã từng tạo ác. Và tôi thực sự rất là cảm ơn và thành tâm kính lễ. Mong quý vị hành tôi thêm đau một chút nữa đi. Vì giờ đang đau nó chưa có đủ, chưa có trả đủ. Còn sống được mà còn cười, còn nói, còn ăn uống được là nó chưa có hành tới nơi đâu. Nó hành tới là dở sống dở chết, ăn không được, ngủ không được, ngồi không được, nằm không được. Thì lúc đó cũng phải nói là nếu như mà thật lòng cảm ơn thì gần như bệnh biến mất đó. Nó hành mình tới đó, mình không có nửa cái tâm chống đối, hơn thua, hận thù, là bảo đảm quý vị sẽ qua cơn bệnh gần như là không còn, biến mất liền. Nhưng mà không có mấy cái người bệnh đủ cái tâm này. Ân nhân tới, cơ hội để đền trả. Chúng ta phải học thuộc cái câu này đi. Chuyện gì xảy ra với cuộc đời mình, ân nhân tới, đây là cơ hội để con đền trả, thì con xin cúi đầu kính lễ chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền tạo được cái cơ hội để cho con được tiếp xúc được với cái ân nhân cũ của con. Và bây giờ họ tới họ đòi cái mạng của con. Con nguyện là con sẽ trả với tất cả cái lòng tri ân mà đền trả, với tất cả cái sự vui vẻ mà báo đáp, thì quý vị sẽ vượt hết tất cả những cái nghiệp vốn có. Còn không qua không khỏi. Nếu mà chúng ta không có cái tâm này á, là mình bị ứ lại, mình bị ức là tại vì tôi cũng sống đàng hoàng từ nhỏ tới lớn rồi, tôi cũng đâu có làm gì ác đâu, rồi tôi cũng làm lợi ích chúng sanh, tôi cũng tôn kính Phật, tôi cũng hộ trì Tam Bảo, tôi cũng tu tập, tôi cũng sám hối, tôi cũng ăn chay, mà bây giờ tôi bệnh vậy, tức không? Phật ở đâu không thấy cái chuyện này cứu tôi?
Không phải chuyện đó là mới chuyện con đời ha. Chuyện mình đang làm là chuyện có một đời này thôi. Tức là mới có ươm mầm, nó chưa có mọc cây. Còn cái chuyện mà bệnh hoạn tới mình là cái cây cổ thụ nó đã sanh quả rồi, nhiều kiếp quá rồi, quăng trái nó đến rồi. Nếu mình nghĩ là quăng trái thì mình sẽ hơn thua. Nhưng mà nhân quả trong nhiều kiếp mình đã thọ mạng người ta, thì bây giờ mình sẽ đền cái mạng lại và dứt phát với cái tâm mà đền trả với cái sự tri ân là gần như nghiệp nào chúng ta cũng qua. Còn nếu không chúng ta không qua khỏi một việc rất nhỏ, đụng chút cũng phiền muộn, đụng chút cũng phiền não gỡ không có ra, nói xúc phạm mình cái giận 3 ngày 7 ngày không hết. Có những người nói đạo lý rất là hay. Cái này cũng có mấy người nói đạo lý hay ghê gớm lắm rồi. Con được học ở cái thượng tầng an lạc gì đó là con nghĩ tích cực, không bao giờ con nghĩ tiêu cực. Nhắn tin rồi múa may là thầy cũng gán sống tiêu cực. Tôi nhắn một cái tin một là giận 3 ngày. Bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Bắt đầu nói là tôi giận thầy, tôi không bao giờ, tôi quên cái câu nói của thầy nặng này. Tôi nói ủa, nghĩ tiêu cực mà sao giận lâu. Là mình đang sống ở tiêu cực mà tại sao mình giận. Mất cười ghê mà. Vậy mà cũng không bỏ hết được. Nó thành ra là nhiều khi mình học lý thuyết là một phần, nhưng mà mình sống thật, nếu như mà thực sự đối với tất cả mọi cái đều là bài học lớn trong cuộc đời để mình học mình tiến hóa, thì dù là nặng dù là nhẹ thì chúng ta phải nuốt cho nó trôi và phải tiêu hóa nó được để mình lớn lên, thì mình mới là cái người thường tùy học Phật, mới là cái tâm hướng thượng, cái tâm giải thoát. Còn bây giờ nghe mình học hay quá, cái người ta khen mình đó, thì mình tiếp tục người ta chê mình, cái mình sân lên, thì rõ ràng là không phải cái tâm hướng thượng, không phải là cái người thường tùy học Phật. Hơn nữa là đối với cái bậc đại ân nhân thì mình không sẵn lòng để đền trả. Và khi nào mà chúng ta không sẵn lòng đền trả là chúng ta sẽ thấy sự mất mát, sự đau thương khi sự đụng chạm tới cái thuận nghịch duyên trong cuộc sống này. Cho nên đó là bây giờ chúng ta trở lại với cái tâm là gì? Sẵn sàng đền trả ân nhân của ngàn đời ngàn kiếp cho tới bây giờ. Thuận thì trả theo thuận, nghịch thì trả theo nghịch với đầy cái lòng tri ân và với tất cả những cái niềm vui vốn có trong cuộc sống của mình. Biết ơn không phải vui chứ không biết ơn ngầu ngầu được rồi nha. Trả, tôi trả hết nợ rồi đó, không được. Dạ con thành thật cảm ơn và xin đảnh lễ với tất cả những cái lòng tôn kính nhất và nguyện sẽ trả hết những cái ơn mà đã thọ nhận hằng hà sa số kiếp về trước cho tới bây giờ. Phát nguyện vậy nhiều người chịu không nổi. Nếu mà công lực yếu thì đừng có phát nguyện lớn lắm. Đây cũng là một cái kinh nghiệm. Cái hồi mà công phu mình cảm thấy mình sướng quá rồi. Cách đây là cũng, để coi năm đó là khoảng năm 80 mấy, 88 rồi phải. Sau một đêm ngồi thiền, mình thấy được, chúng tôi dùng cái từ là tôi thấy được vô thường, chứ không phải hiểu. Thấy được cái sự vật, nghe được một tiếng chuông, nghe hết được một tiếng chuông chùa. Mà bao nhiêu năm mình ở trong chùa mình không có nghe được, cứ nghe cái ù một cái thôi à. Thì mình nghe tiếng chuông nó bình thường như mọi người nghe. Nhưng mà đêm đó trong cái thời ngồi thiền mình nghe được hết tiếng chuông. Tiếng chuông nó có rồi bắt đầu nó xuống dần 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 dần. Rồi nó tắt rồi nó hình thành một tiếng chuông mới. Nghe nó hay vô cùng. Trong đời mới có một lần nghe được. Cái mình thấy mình ngon, thấy mọi chuyện nó thông hết. Thấy phiền não rồi nó cũng tiêu hết rồi, sướng rồi. Bắt đầu mới bắt đầu phát nguyện. Phát nguyện rồi sau này ân hận rút lại không kịp. Mình nguyện cho bao nhiêu cái nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ tới đi hết, trả hết. Trời ơi, bây giờ ngon quá rồi, bây giờ thấy cái gì nó cũng vô thường hết rồi. Cái gì nó tới mình cũng vô thường, mình cũng tiêu dung được hết. Rõ ràng là bắt đầu chuyện xảy ra với cuộc đời là vòng dọc như trái chuối. Đừng có gấp nha, đừng có gấp cái chuyện đó. Nếu mà mình có ngon đi nữa thì cũng từ từ. Thì thôi đi, cái duyên nào tới trả duyên đó. Đừng có phát tâm, phát nguyện gì hết trơn á. Phát nguyện đương nhiên là
đối với tất cả những cái ơn nghĩa là mình sẽ trả. Nhưng mà lực tới đâu trả tới đó, từng bước một. Đừng có vội, gấp thành Phật cũng không có được đâu. Nhưng cũng từng chuyện, từng chuyện, từng chuyện. Nhưng mà mình một lòng, phải nói là sẵn lòng để đền trả tất cả những cái ơn nghĩa của muôn vạn kiếp sinh tử về trước. Chứ không nói là trả nghiệp báo, tôi không biết dùng từ tôi trả nghiệp báo. Tôi không thích trả nghiệp báo. Tôi trả ơn à. À thì rõ ràng là kiểu gì đối với tôi nó cũng là ơn. Cho nên là sẵn sàng để trả. Thì kiểu gì mình trả được thì mình cứ trả. Trả mà đến khi nào mà chủ nợ của mình cảm giác thỏa mãn rồi thôi. Mà chắc chừng nào họ thành Phật họ mới thỏa mãn. Cho còn chưa thành Phật thì mình cũng thấy là chưa có ai cảm thấy đủ hết đó con mọi việc. Cho nên là phải đợi họ thành Phật cái đó. Nên nếu mà mình hiểu được cái này rồi thì cái tâm kiêu mạn tự động biến mất à. Khỏi cần tu với cái pháp môn khác. Ai cũng là bậc đại ân nhân của chúng ta. Ai cũng là người đáng tôn, đáng kính tại họ chuẩn bị thành Phật rồi. Mà đối với mình là mình thương, mình kính Phật ở chừng nào thì chúng sanh sẽ thành Phật thì mình cũng phải sẽ thương, sẽ kính ở chừng đó. Thì trong lòng mình luôn luôn giữ được cái này rồi thì cái tâm kiêu mạn tự động biến mất. Cái mê tối không biết pháp lành thì trước đây mình có, nhưng mà bây giờ thì bắt đầu lần lần mình biết rồi, đúng không? Một người mà đã từng quy y Phật này nọ kia là những cái mà pháp lành chúng ta đã lần lần biết. Thì thấu rõ được nhân quả rồi cuộc sống chúng ta ít nhiều cũng có thay đổi. Những kẻ ác đầy đủ bức hại vẫn không làm động loạn tâm Bồ Tát. Cái người mà không có hiểu pháp lành nữa ha, thì thực sự họ đứng trước Phật đó, mà kêu họ phải chấp tay là một cái chuyện khó vô cùng với họ nữa. Có nhiều người hả thì đi vô chùa nha, mà kêu họ chấp tay xá Phật là một điều sỉ nhục với người ta đó. Và tôi gặp cái người này rồi, gặp nhiều chứ không phải gặp một người. Thì khi là họ tới họ thăm chùa mình, họ rất là quý mình, và họ cũng không theo đạo nào. Vô chùa thì mình cũng dẫn tham quan xong, cái tôi dẫn tới chỗ bàn Phật, tôi nói là tôi đánh chuông quý vị xá Phật nha. Họ một điều sỉ nhục, mặt lạnh trở lại liền, và xin phép thầy tôi có chuyện gấp. Đi liền. Ra mai mốt cũng biết rồi, cũng có một số người bắt mình lễ chùa nó gì đó, dẫn vô chánh điện đánh chuông nặng bỏ chạy sớm. Khỏi mất công tiếp mất thời gian. Mà nhiều người vậy lắm luôn á. Mình ở trong chùa cho nên mình gặp những cái ảnh tượng gọi là đối với pháp lành là một cái tượng thờ thể hiện cái đạo lý tôn thờ một cái bậc giáo chủ của một đạo giáo. Nhưng mà họ không có phải là đạo Phật. Họ không bao giờ họ có thái độ để mà có thể cúi đầu trước một tượng thờ. Và chúng ta là Phật tử, đây là những cái chuyện mà tôi gặp cũng nhiều. Có những người quy y Phật rồi thì không quy y thiên thần quỷ vật. Không quy y là đúng, tức là không có theo, không có học, không có theo. Nhưng mà những cái đền thờ á, đây nói để mở rộng ra để cho mọi người thấy chứ đừng có bị dễ sai phạm lắm. Có những cái đền thờ linh thiệt á, mà đi ngang đó thì mình không có cúi đầu là coi chừng mình cũng có chuyện nữa. Hoặc là chúng ta tu Phật rồi mình cũng cảm giác là mình tu đúng chánh pháp rồi, mình cũng ngon lành, mình cũng có phước báo, mình cũng có thiền định rậm rẫy, mình cũng có địa vị rồi đó. Mà tới những cái đền linh thiêng mình có một hai lời nói hoặc là một chút suy nghĩ bất kính của mình, của chừng là mọi chuyện của mình sụp đổ hết. Không có đơn giản đâu. Cho nên là đương nhiên là đối với Phật thì chúng ta kính, nhưng mà đối với các vị thần linh á, thì chúng ta cũng phải nên trọng nể. Đi nơi nào mà thiên hạ đã quỳ lại, thiên hạ đã đốt nhang để thờ cúng, thì nơi đó không phải là nơi bình thường. Tại vì chúng tôi á, quý vị biết á, này nói kinh nghiệm cũng khoe một chút, là hàng năm như ở đây có một cái đình nè, mà họ phải cúng thì năm nào tôi cũng phải lại đó để tôi đốt nhang cúng đình. Ông thầy đi cúng đình, cúng đình thì cúng lại gì, mình đốt nguyên nhang, mình xin mấy ông thần cũng phù hộ cho dân trong làng được yên ổn thanh bình, chứ không phải mình xin cái gì. Nhưng rồi mình cũng phải cúi đầu trước cái vị thần linh đó, chứ không có thể có cái thái độ ngông nghênh được.
Cho nên mình là Phật tử, ví dụ mình là người Phật tử mà thuần thành đó, thì dù là chúng ta có đi xe rất là nhanh đi ngang một ngôi chùa hoặc một cái đền nào đó thì mình không có kịp làm gì thì mình cũng phải cúi nhẹ đầu xuống một chút để thể hiện cái sự gọi là kính nể, kính trọng của mình đối với những cái người mà chúng ta thấy rõ ràng là họ có khả năng hơn mình, họ có một cái gì hơn người, cho nên người mới thờ phượng. Chứ còn nếu mà họ không ra gì thì dân làng họ không thờ phượng đâu. Và dân làng đã thờ phượng đời người này với những người bình thường mà họ tôn trọng á, thì chúng ta cũng nên tôn trọng đi. Đừng bao giờ có cái thái độ bất kính là rất là nguy hiểm. Nè, những cái người mà tôi gặp họ có những bệnh tật rất là thất thường, và tôi tri ra là họ có làm một cái chuyện gì đó và bệnh lại hết. Cái chuyện này tôi có kể trong cái băng phương pháp dưỡng sinh trước đó. Có một y cô mà xin lỗi là lúc nào cũng máu ra với âm hộ suốt 21 năm rồi. Cô nói là cái hồ sơ chồng từ dưới đất lên tới nóc nhà lận thầy, con bệnh viện nào con cũng đi hết mà không bao giờ con trị hết. Tôi nhìn cô tôi thấy nó có một cái gì á. Tôi nói cô đó giờ cô có xúc phạm với thần linh, cô có chửi mắng đền thờ cái gì gì không? Cô nói không, con không có thầy ơi. Con tới đâu con có đốt ngang con lễ hết trơn á. Tôi nói bây giờ tôi không có trị cô được. Nếu cô không nhớ là chuyện cũ, bây giờ cô vô chánh điện cô ngồi đi 30 phút đi. Nhớ hết, nhớ tới cái ngày mà khởi bệnh á, coi chuyện gì. Cái cô ngồi cũng 15-20 phút rồi nó ra lên. Cô nói thầy cái con nhớ rồi thầy không? Cô chạy lại hỏi nhớ gì. Nói thầy biết không, bữa đó năm đó con 19 tuổi. Cái người ta bữa tối gần Tết người ta cúng cái bàn ông thiên trái dừa đó, bà kêu với đốt nhang quả giá xá xong mới vô vừa đóng cửa cái rồng cái con lợn lấy trái dừa con uống. Và con uống trái dừa đó xong là từ đó tới giờ ra máu hoài con không có cầm được. Tôi nói vậy dễ rồi đó, đơn giản luôn. Kể từ bây giờ cô về hả chưa, mỗi ngày bưng trái dừa ra bàn thiên cúng lại xin lỗi cho tôi suốt 21 trái dừa là hết bệnh hết luôn. Mà hết thiệt nha. Vậy thôi, đơn giản nha. Thật ra có những cái bệnh mà mình phải nói là nó có một cái sự xúc phạm tới những cái người phước mặt phước mày. Không biết người phước mặt phước mày là ai, nhưng mà họ đã được người dân thờ phượng á, là thế nào là họ cũng có một cái gì hơn người, người ta mới thờ. Thì mình không có hơn ai đâu, mình cũng là một người bình thường, cho nên đừng bao giờ có cái thái độ mà gọi là kiêu mạn, mình không có tôn trọng thần thánh, những bậc thần linh là mình cũng sẽ nguy hiểm trong cuộc đời của mình với những cái chuyện xảy ra mình không biết được. Thật ra có những cái bệnh tật á, mà khi mình đối diện mình nhìn sâu vào họ mình thấy chuyện khác chứ không phải chuyện của vật lý. Và mình sẽ mò cho tới tận gốc cái việc đó mới giải quyết được. Chứ không phải bệnh nào cũng đưa lên khám mạch rồi bệnh này bệnh kia, không phải đâu. Nhưng mà đến lúc phải đối diện với nghiệp tập của họ mà nói chuyện á, thì là mình phải dùng hết tất cả cái lực của mình. Rồi có những cái chuyện á mà mình thấy họ có một cái người, một cái oan gia mà có nội lực, thì mình phải cư xử cái kiểu có nội lực đối với oan gia đó. Không có đơn giản đâu á. Đối diện với một bệnh nó thấy oan gia nó dữ lắm. Nhưng mà có những cái bệnh cái oan gia nó rất là dễ chịu, và họ chịu nghe lời khuyên thì họ sẽ buông tha cái người bệnh dễ dàng. Có những cái oan gia nó không có chịu buông là rất là khó khăn với mình, không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên trị bệnh nó không phải thuần là vật chất, bệnh uống thuốc hết, không phải vậy. Mà nhiều người bệnh họ không chấp nhận cái chuyện này, nhưng mà mình phải âm thầm mình làm thay người bệnh, thì cái chuyện đó người bệnh hoàn toàn không có biết. Nhưng họ được hết bệnh rồi họ nghĩ là họ ngon lắm rồi, tôi ăn cực mấy tháng tôi mới hết đó thầy. Tôi nói ừ giỏi ha. Không phải đâu, nó có những cái bên sau. Mà chính bản thân cái người bệnh có vẫn còn kiêu mạn thì cũng không hết được. Nếu một ngày họ giật mình, họ hiểu được cái chuyện đó, họ có thể sám hối. Mà tất cả các bệnh như chương thức giờ chúng tôi nói là
Cái kiêu mạn nó cũng ảnh hưởng tới bệnh tật, nó ảnh hưởng tới phước báo, nó ảnh hưởng tới đời sống cá nhân, nó ảnh hưởng tới rất là nhiều chuyện không đơn giản. Chúng ta đang tu tập tốt, chúng ta ngồi thiền yên liền, rồi đó là nhìn xung quanh cũng không ai tụ yên như mình có thể ngồi thiền nhập định 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, thậm chí là cả ngày. Có người nhập định ngồi thiền được mấy chục tiếng đồng hồ nhưng mà sau đó sụp đổ hoàn toàn. Và tôi biết là ngồi thiền vì mục đích gì mà kéo dài thời gian này, do cái tâm đó mà khiến từ đó về sau không tu được luôn. Chứ nói trước mặt tôi là một người ngồi thiền được 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi vẫn trân trọng người đó hơn là một người ngồi 20 mấy tiếng vì cái tâm khác. Vì sự kiêu mạn muốn cho người ta phải nể mình mà mình ngồi hơn người ta, và từ đó hoàn toàn sụp đổ. Tôi nhìn người đó suốt một quá trình từ lúc mà ngồi thiền được nhiều tiếng đồng hồ tới bây giờ là họ đi xuống, họ không đi lên được. Và không có sám hối, không có thể hiện sự mà tôn kính trở lại mọi người là đời này sẽ đi xuống tiếp. Tại ra tâm kiêu mạn nó sẽ phá hết tất cả những phước lành của mình, ngay cả công phu của mình cũng bị phá vỡ. Không đơn giản, thấy vậy tâm kêu bạn cũng đơn giản được. Cho nên là chúng ta phải có một cái thái độ sống trở lại, và nếu mình lỡ có kêu bạn với bất kỳ ai thì mình phải sám hối. Mình có một cái niệm mà khinh thường người khác là lẹ lẹ sám hối đi. Người đó coi chừng là ẩn thân của Bồ Tát á, họ đang nhỏ hơn mình, họ đang thể hiện cái cuộc sống bèo nhèo, không có ra gì, đáng chê, đáng trách. Nhưng mà coi chừng là ẩn thân của ông Bồ Tát á, mình có thái độ coi thường là mình xúc phạm đối với vị thánh, sám hối không có kịp đâu. Mà thường là những người như vậy chúng ta rất là khó sám hối. Huống chi là mình có cái thái độ là bắt mọi người này phải tôn kính mình, bao nhiêu chục người trong cuộc sống chung là họ không kính mình không được, cho nên phải dùng cái tâm này, dùng cái hành động này để nhiếp phục người ta. Thực sự đó là tà tâm chứ không phải là chánh pháp. Đó là xuất phát từ cái tâm kiêu mạn mà ra, cho nên mình bị sa sút công phu luôn. Ra mình gán tu với cái mục đích gì thì mình phải rà soát lại. Mình ngồi hơn người ta nửa tiếng, một tiếng vì cái mục đích gì thì mình mới coi lại. Nếu không mình sẽ bị sụp đổ sau đó. Ráng ngồi thiền hơn người ta, thời nào cũng ngồi nhích hơn người ta một chút, người ta xả thiền rồi thì mình cũng ngồi thêm một chút vậy để thể hiện mình. Để gì để ngồi đâu có 1 tiếng đau chân, xả rồi tôi ngồi 1 tiếng rưỡi tôi chưa có đau, bây giờ tôi ngồi hoài 2 tiếng cũng được nè. Đó là cái thái độ kiêu mạn của mình. Mình ngồi cho tới 80 ngày đi nữa mà khi hòa chúng rồi nghe cái beng cái là mình phải xả với người ta. Chứ nếu không nó sẽ sanh cái tâm kiêu mạn. Mà nhiều người không biết vụ này đâu. Người ta cũng xả thiền từ lúc mình ngồi đỉnh queo, người ta cũng nhìn thấy mình ngồi tưởng mình quay dữ, nhưng mà thực sự cái tâm kiêu mạn được nuôi nấng ở trong lòng của mình. Và dần 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 rồi là chính cái này nó sẽ quật đổ mình. Thật ra một người mà muốn gìn giữ cái tâm kiêu mạn thấy vậy chứ rất là khó chứ không phải dễ rồi. Ở từ những cái mà mình phải quán chiếu để thấy người ta chuẩn bị thành Phật, mình phải quán chiếu để thấy người ta là ân nhân, là cha mẹ của mình, vân vân. Tất cả những cái điều đó mình phải quán chiếu một cách rất là sâu sắc để gần như lúc nào cái tâm tôn kính luôn luôn xảy ra trong cuộc sống của mình khi mình nhìn người và nhìn mọi vật. Ví dụ chưa bao giờ thấy một lá non mình chắp tay cúi đầu đúng không? Hành động đó với mình là xa lạ lắm. Nhưng một ngày nào đó quý vị thấy một cái cành lá non nó mới vừa chổi ra trước cái nắng mặt trời, nó đang đu đưa trước gió, và chúng ta đứng sững lại để chúng ta chắp tay xá nó một cái với tất cả cái lòng tri ân đi. Nó chuẩn bị cung cấp oxy cho mình thở á. Mình đâu bây giờ mình thấy được cái điều này. Cho nên có đôi lúc mà quý vị thấy á, ở đây thì thường á là những người mà để ý tôi á thì tại vì thực sự cái cây bồ đề nó đẹp lắm khi mà nó ra lá non á. Mỗi một lần như vậy có khi tôi đứng từ nửa tiếng cho tới cả tiếng đồng hồ trước cái cây bồ đề, ít ai để ý lắm, đi vòng 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 hồi cái tôi đứng chết chân nó y như trời trồng. Đứng thưởng thức nó đẹp lắm. Lá non nó đẹp khó tả lắm, không biết cái cách thu hút của cây bồ đề với mình như thế nào ấy, lạ lắm. Nhưng mà thực sự khi mà cái cây mà nó ra hết một đợt lá non, cây càng lớn chừng nào ra lá non thì nó càng thể hiện cái sức sống mãnh liệt của nó giữa không gian này với tất cả những cái tinh hoa vũ trụ trời đất chuẩn bị gọi là trổ hết tất cả những cái gì đẹp nhất của nó ra cho mình.
Và chúng ta chỉ biết cúi đầu kính ngưỡng, chúng ta không biết nói cái gì. Nhiều khi đó hoa đẹp không bằng cái lá non trên mỗi cành cây. Vì vậy là lúc nào mà chúng ta cảm giác mình, cái tâm của mình nó tương đối là mềm chút, chúng ta dùng từ là mềm, thì đi đâu chúng ta cũng tôn trọng, đi đâu chúng ta cũng tôn kính người khác được. Và thấy cái gì chúng ta cũng thể hiện cái lòng tri ân và trung kính, thì chúng ta mới có thể vượt được, gọi là hiểu được cái pháp lành. Chứ nhiều khi pháp lành khó hiểu lắm. Phải nói nhiều pháp lành khó hiểu lắm. Mình không có kiểm soát nổi cái tâm của mình. Chỉ cần chút thái độ mình thấy rằng mình hơn người khác, mình muốn giúp người khác thôi á, thì coi chừng không phải đó là pháp lành. Ví dụ như mình tu, mình cảm thấy mình cũng có năng lượng, rồi có được chút cái năng lực gì đó, cái mình kêu người khác là phải là phải hướng tâm về mình để nhận được năng lực từ mình. Nhưng mà đây là cái điều mà mình bị lầm, là bản ngã mình bắt đầu nổi lên rồi, mình thấy mình hơn người rồi. Và cái này là phải lại sám hối, chứ không lại sám hối là chết. Nhất là những người mà đang công phu tu tập mà vướng vô cái này rồi là khó gỡ, rất là khó gỡ, không phải đơn giản. Thật ra là có những cái pháp lành mà mình thấy mình làm là mình giúp người ta, nhưng mà ngược lại là nó sẽ phá đổ công phu của mình, mà trí của mình không có đủ để có thể nhận nổi đó là pháp lành hay là pháp ác. Chúng ta có thể định nghĩa một cách đơn giản, cái lành là cái gì, cái ác là cái gì. Cái lành là cái thứ nhất là đối với bên ngoài á, là có lợi cho người ta. Nhưng mà đối với công phu á, là có lợi cho cái việc thăng tiến công phu của mình. Còn như nếu đối với bên ngoài mà có lợi, bên trong nó sẽ bị tắc, nó bị đình trệ công phu của chúng ta, thì phải xem đó không phải là pháp lành. Đương nhiên là cái chuyện hy sinh thì nó sẽ có sự mất mát. Ví dụ như mình hy sinh là mình đem tiền mình cho người ta, đem công sức mình giúp người ta, thì đó là một cái dạng pháp lành, tức là làm lợi người khác mà không lợi cho mình. Nhưng mà đối với công phu á, thì cái chuyện lành hay là không lành là một chuyện khác hoàn toàn. Những cái hành động nào mà nó ảnh hưởng tới công phu thì pháp đó không phải là pháp lành. Cho nên đây là một cái chiều sâu ở công phu. Ví dụ như chúng ta đang hành một cái pháp đó, thì mình thấy rõ ràng khi hành pháp đó là nó có lợi cho mình. Trước mắt là tâm mình nó yên ổn, nó an lạc, nó thanh tịnh. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy cái lợi về mặt và là vật chất thì rõ ràng là không có lợi. Nhưng về mặt tâm linh thì hành đúng pháp á, mỗi một ngày tâm chúng ta thanh tịnh, an lạc, thì cái sóng trừ thanh tịnh, an lạc đó nó sẽ đi ra ngoài. Và tự nhận cái dùng mà chúng ta đang sống nó được một cái sự cộng hưởng thanh tịnh, an lạc. Lạ thường là người nào mà chạm tới cái không khí đó, người nào chạm tới môi trường đó là họ cảm giác thanh tịnh, an lạc. Thì đây là cái việc mà rất là âm thầm, gọi là quân được cái âm đức của mình, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Hoặc là cũng như cái pháp lành là mình muốn giúp một huynh đệ mình nó có một chút năng lượng, mình hướng tới mình truyền năng lượng đi, nhưng mà người đó hoàn toàn không biết. Giúp người mà người không biết thì mới tạo được cái âm đức của mình. Còn giúp người ta mà người ta biết thì chuyện nhỏ quá. Và coi chừng nhiều người biết cái phước nó cũng không có. Thì có những cái pháp lành để tạo được cái âm đức, để nuôi nấng cái nội lực của mình. Có những cái pháp mà làm như là làm lành, nhưng mà thật sự nó phá cái phước của mình ở bên ngoài. Ví dụ như bây giờ mình đi làm từ thiện, cái là báo từ trong Nam tới Bắc nó đăng mình là mình cái chuyến từ thiện đó là mình giúp được bao nhiêu người, bao nhiêu người, bao nhiêu người đó, thật sự thì hết rồi. Báo đăng càng nhiều thì phước càng mau tan chừng đó. Mà báo đăng chưa đủ, nó bỏ tiền ra cho đài phóng sự mình là mình đi từ thiện cực khổ rồi nọ nọ kia để đưa lên nhiều người biết nữa là thua luôn. Nhưng mà nhiều người làm từ thiện kiểu đó, coi chừng đó không phải là pháp lành. Từ bên ngoài cho tới bên trong, mà nếu mà một người mà tinh tế một chút đó, chúng ta vừa có một cái việc để chúng ta có thể làm mà thật sự lợi ích cho người khác, thì mình cũng phải tĩnh tâm coi là cái này nó xuất phát từ mục đích gì. Nếu như vì xuất phát từ cái lòng từ bi, xuất phát từ cái sự thương yêu thật sự, và mình muốn cứu giúp người ta một cách thực sự để họ qua cái cơn khốn khó, và thậm chí là mình muốn giúp họ để họ có thể thấy biết được chánh pháp, thì
sâu nơi tâm là cái tâm từ và không có lý do khác, thì phải xem đó là pháp lành. Tạm được xem pháp lành là nó phải xuất nguồn từ cái sự thương yêu và tôn quý của mình thì mới được. Chứ nếu không chúng ta dễ lầm lẫn, trong cái pháp lành dễ làm lắm. Những cái chuyện mà bây giờ á, mà nếu chúng ta nói mở ngoặt xa ra bên ngoài xã hội, chúng ta thấy là bên ngoài thì đó là cái sự giúp đỡ, nhưng mà sâu bên trong nó là chuyện khác hoàn toàn. Cái người được giúp là cái người bị trục lợi. Mà chuyện này đối với xã hội nhiều lắm, chúng ta không có đủ để mà nói hết. Nhưng mà rõ ràng bây giờ có những cái gọi là cái trục lợi, có những cái tổ chức rất là lớn, lớn lắm, và bên ngoài là họ để giúp đỡ, nhưng mà thực sự người được giúp đỡ là người bị trục lợi hoàn toàn. Thì đó không phải là pháp lành. Cho nên chúng ta phải đủ tĩnh tâm, chúng ta phải đủ chín chắn để mình tự thấy cái khởi ở nơi lòng mình trước đó đã. Chúng ta muốn giúp người vì mục đích gì? Sâu ở bên trong mình có thương người ta thiệt không? Nếu chúng ta thật lòng thương người đó, chúng ta muốn chuyển hóa người đó, chúng ta muốn cho người đó vượt khó, thì điều này mới được gọi là pháp lành. Cho nên phải lành hay không là do tâm người ta, tâm của mình. Cho nên là muốn biết được pháp lành hay không cũng phải nói là có trí lắm mới có thể biết nổi. Chứ còn nếu không là mọi chuyện làm chúng ta gần như bị lẫn khuất, nó nửa này nửa kia, nửa thịt nửa mỡ, nửa ác nửa thiện. nó khó phân lắm, không phải dễ gì mà có thể coi người đó là một người lành, một người hiền một cách thực sự, hoặc là một hành động từ bên ngoài cho tới nơi nội tâm của chúng ta mới thể hiện cái pháp lành thực sự. Tại vì mình thực hiện được pháp lành đó, thì có hai cái: một là bên ngoài được lợi, thứ hai là được chuyển hóa nội tâm, thì pháp đó là pháp lành. Còn mà có lợi mà không chuyển hóa nội tâm thì chưa chắc đó là pháp lành, phải xét lại. Ra đến cái khi mà cái vị mà có cái tâm ác để hãm hại thì Bồ Tát không thể thay đổi được cái tâm của mình, tức là xuất nguồn từ cái tâm thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài mà Bồ Tát mới tới cái cõi của mình. Cho nên đã tới cõi này rồi phải nhận hai cái của chúng sanh đang hướng về mình, một là thuận hay là nghịch. Và thuận thì cũng thương như vậy, mà nghịch cũng thương như vậy, chứ không thay đổi được cái tâm của Bồ Tát, không làm loạn tâm của Bồ Tát, thì đó mới là Bồ Tát đích thực á. Ví như mặt nhật hiện ra thế gian chẳng vì kẻ sanh manh kia mà lại ẩn đi không sáng. Mặt trời đã hiện ra rồi không có lý do gì mà không sáng. Và rõ ràng là mặt trời luôn luôn sáng, chỉ có một cái là mình thấy là không ánh sáng chiếu tới mình. Thì do cái gì? Thứ nhất ví dụ như là sương mù. Sương mù nó làm mình không thấy ánh sáng, chứ không phải mặt trời không sáng nha, chúng ta đừng có hiểu lầm. Mặt trời luôn là như vậy, chưa bao giờ thay đổi cái ánh sáng, cái cường độ ánh sáng mặt trời chưa bao giờ thay đổi. Còn cái là mình xa mặt trời thì nó chưa có nóng lắm, lại gần mặt trời thì nóng hơn, đúng không? Giống như bây giờ buổi sáng mới sáng thì nó chưa nóng, tới buổi trưa nó nóng, tức là buổi trưa là cái tâm của quả địa cầu chúng ta nó gần với mặt trời một chút là nóng, và bắt đầu nó đi gần 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 xa xa thì nó sẽ mát lại. Thì cái khoảng cách giữa mình và mặt trời nó gần hay là nó xa, sức nóng nó nóng nhiều hay là nóng ít. Còn những cái vật mà nó che là che cái tầm nhìn của mình, chứ không có đủ sức để che ánh sáng mặt trời. Trước mặt mình là một đám mây mù thì mình không thấy được ánh sáng, chứ không phải là mặt trời không sáng. Cho nên sương mù, nhưng mà ở đây hồi xưa giờ mình chưa nghe, nó bàn tay của Atula. Mấy Atula này cũng chơi ghê gớm là lấy tay che mặt trời để cho chỗ đó tối, để mình thực hiện cái tham tâm gì của các vị. Vị Atula ghê gớm lắm. Năng lực và cái thần thông thì cũng phải nói là đương nhiên là vượt hơn cõi người của mình, và sẵn sàng cũng hơn thua với cõi trời. Lâu lâu cũng xâm nhập cõi trời, bắt thiên nữ đánh nhau với ông trời lung tung. Cho nên là thường là dùng tay che mặt trời tối để có thể hành động những cái tâm mà thực hiện những cái tham tâm của mình. Thì lâu lâu mấy vị cũng lấy tay che mặt trời, nhưng mà che thì cái phía sau mặt trời đó là bị khuất bởi cái bàn tay. Nhưng mà mình đây mình chưa có bao giờ mình thấy nổi cảnh tượng này, cõi người của mình không thấy nổi cảnh tượng này đâu. Ở trong kinh nói là có, tức là bằng cái tay của Atula
đôi lúc cũng che mặt trời để thực hiện một cái chuyện gì đó. Nhưng mà trong cái cõi người mình thì mình không có từng nghe cái chuyện này và cũng chưa từng thấy. Hoặc là cái cõi diêm phù đề của mình, tức là ví dụ như cái quả địa cầu của mình, đúng không? Thì ban ngày có nghĩa là gì? Là phân nửa quả địa cầu hướng về mặt trời. Ban đêm có nghĩa là phân nửa quả địa cầu chúng ta nó nằm khuất thì nó thành tối. Thì tối mình nghĩ là đây là cái gì? Cái quả địa cầu nó che cái ánh sáng ở nửa, ở phần bên này bị tối. Nhưng mà ở nửa phần bên đây bị tối không có nghĩa là ánh sáng mặt trời nó bị tắt. Nhưng mà nó bị khuất ở cái phần nửa, ở nửa mặt trời nó bị tối vậy thôi, chứ còn ánh sáng vẫn luôn là sáng trong không gian này. Ở giữa không gian này thì mặt trời luôn luôn sáng, chưa từng bị tối lần nào, dù là có mây mù nè, có bàn tay ở chu le, có cây diêm phù đề, có những cái gộp cao, hang sâu vân vân. Chúng ta chung vào trong hang sâu, chúng ta không thấy ánh sáng, thì không có nghĩa là mặt trời bên ngoài đã tắt, nhưng mà chỗ khuất chúng ta không thấy ánh sáng của mặt trời thôi. Mây mù che chướng, mà mây khói bị mù che chướng nhưng vẫn không có ẩn được ánh sáng mặt trời, tức là ánh sáng mặt trời luôn luôn sáng. Đây là một cái ví dụ rất là hay. Như vậy là cũng vì thời tiết biến đổi mà ẩn đi hơn sáng cũng không được. Thời tiết có thay đổi, mây mù mịt đi nữa thì ánh sáng mặt trời cũng vẫn luôn có. Cái này những người đi máy bay thì sẽ thấy rõ. Máy bay nó qua cái tầng mây mù thì chúng ta nhìn không thấy mặt đất nữa, thì mặt đất nhìn lên cũng không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng mà ở trên đó rạng sáng bình thường, chỉ có một lớp mây che ở dưới máy bay thôi. Thường thường chúng ta đi máy bay dễ gặp những cái tình huống này. Bậc Đại Bồ Tát cũng vậy, cái phước rất là lớn, cái tâm sâu rộng và chánh niệm quán sát không thối khuất. Thực sự mấy vị đã giác ngộ rồi thì cái phước lớn lắm, khó có thể phá người ta được. Họ giả bộ chơi vậy thôi, xuống đây gặp khó là tại vì họ nhìn thấy cái nhân duyên, họ không thể, họ không muốn làm. Vì cái duyên nó chưa có đủ, họ không làm. Thì thấy họ bèo nhiều như cái bánh bèo, thấy họ nghèo, khổ, không thể làm, tưởng là người này không có phước, chứ xin lỗi á. Họ có thể giá trời lấp biển được, nhưng mà nó không phải lúc. Cho nên họ không làm, cái thấy tưởng họ không có khả năng, không có phước báo, chứ không có. Vị Bồ Tát nào cũng phước ngập trời, chúng ta nên biết điều này. Vị Bồ Tát nào cũng phước ngập trời, cho nên đó là không có cái gì có thể thay đổi được cái tâm nguyện khi người ta tới đây. Nhưng mà có đôi lúc á, là các vị tới cái cõi này nè ha, và họ thấy cái việc độ bao nhiêu người đó là cái nhân duyên á, cái nhân duyên của cái đời này họ độ chừng đó là họ dừng, và họ làm chừng đó thôi. Chứ còn thừa sức để có thể làm hàng ngàn lần như vậy nữa, nhưng mà cái duyên nó không có phải, là họ cũng sẽ dừng. Cho nên các vị Bồ Tát rất rõ cái việc mình đang làm, cần nên làm hay là cần nên dừng, là các vị thấy rất là rõ. Chứ không vì lý do khác kích động là mình sẽ hứng lên mình làm, rồi bị ngăn trở là mình không làm, không có chuyện đó. Thật sự không ai có khả năng ngăn trở cái việc làm lợi ích chúng sanh của một vị Bồ Tát hết đó. Chúng ta phải nói một con ngon lành vậy. Thừa sức để có thể làm tất cả mọi việc để lợi ích chúng sanh. Nhưng mà cái duyên của cái đoạn nào, cái giai đoạn lịch sử nào, họ cần làm cái gì, và họ biết rất là rõ là họ làm ở chừng đó. Đó là cái nhân duyên nhân quả của một cái đời, của một cái kiếp đó, họ không làm thêm. Chứ không phải họ làm không được, không có cái gì có thể ngăn trở việc lợi ích chúng sanh. Chúng ta phải nói một câu ngon như vậy. Không ai có đủ sức đó hết á. Dù phải nói là có ma dương có hiện ra khắp cái hư không này đi nữa, cũng không có dễ, không có chặn được cái việc lợi ích của Bồ Tát đâu. Nhưng mà chúng ta chưa có hiểu nổi cái điều này. Tại một bậc đã giác ngộ rồi á, như Bồ Tát thì phước lớn, phải nói là phước lớn trùm cái tam giới này. Đừng nói cái chuyện mà họ giả bộ nghèo trong một đời này là họ không có phước, không có cái đời này, họ không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc, không đủ phương tiện, nhưng mà phước của họ cũng trùm trần gian này. Nhưng mà họ thể hiện như vậy thôi, chứ không phải là vị Bồ Tát mà không có phước là chúng ta bị hiểu lầm. Có Bồ Tát nào cũng phước trùm thế gian hết đó. Nếu chúng ta nhìn lại cái lịch sử, giống như hồi xưa là ngày Lục Tổ, chúng ta sinh ra trong gia đình nghèo khó đúng không? Gì đó đống củi ăn từng ngày nè,
về lúc của ngày nào đi bán là đủ cơm cho mẹ ăn ngày đó. Tới hồi đi xuất gia thì cũng được người khác giúp đỡ rồi nhận lời nuôi mẹ mới bỏ đi xuất gia. Xuất gia rồi thì vô chùa là bị đi làm công rất là cực ở dưới nhà bếp. Suốt 8 tháng trời làm mà cho đến cái độ mà tôi nghĩ chắc ốm lắm. Ốm đến cái độ mà leo lên cái cần chài nó không có bật. Phải mang thêm cục đá lên vai, mà mang thì cột bằng cái dây lò trói, cho nên bước lên bước xuống cọ cho tới khi mà lỡ thịt rồi dồi nó ăn. Dồi ăn rồi bước lên là cho nó nhõng cái chài, bước xuống nó giả gạo rớt con dồi cái lụm bỏ lên cho nó ăn tiếp chứ không có giết. Mình bây giờ khác, nhưng mà tổ thì tâm từ cái gốm nó không phải như mình. Mình bị gần cắn một cái là ngắt đầu nó một cái, giục ra cho xong cho chuyện rồi đúng không? Nhưng mà lục tổ thì khác hơn mình. Đến cái tâm từ mà nó đang ăn thịt của mình, vậy mà leo lên cái chài rớt con dồi bóc bỏ lên lại cho mẹ ăn tiếp. Cho tới ngũ tổ xuống thấy mà động lòng kinh khủng. Một cái câu nói của một vị thầy thương đệ tử, một người vì đạo rồi khổ nhọc đến thế sao sổ. Mình thấy cái cảnh của thầy trò thương, chúng nói câu rất là cảm động. Mà bây giờ biết làm gì, gõ vô cối ba cái coi mình biết gì không. Biết thì tối dậy. Mà như vậy thì lục tổ hiểu ý sư phụ, kêu canh ba lên. Thì chúng ta thấy là khi mà một vị Bồ Tát mà đã phát nguyện độ sanh thì là đã giác ngộ rồi, cho nên cái phước và cái trí lớn lắm. Vậy mà phải thể hiện một cái đời á, sau khi rời lục tổ rồi là cũng phải sống chui, sống nhủi, phải dùng cái từ như vậy. Không có đủ duyên là không ra được. Rồi phải né chỗ này, phải né chỗ kia, phải né chỗ nọ, cho tới khi mà gặp tới cái chùa Hội Tông mới bắt đầu xuất hiện. Là lúc đó đủ duyên rồi, cũng mười mấy năm vất vả gian tuân. Nhưng mà mình thấy là khi mà đã xuất hiện rồi á, chúng ta mới thấy một cái điều hay là gì? Là đăng tòa thuyết pháp với tất cả những cái vua quan, những cái vị mà có quyền trước trong xã hội. Không học giờ nào hết á, cũng không có làm phước cái gì, đúng không? Nhưng mà leo lên tòa là đủ sức để làm thầy trong tam giới này, chứ còn loài người có dính gì đâu. Để thể hiện được cái phước đức họ lớn. Tôi nói ví dụ nha, nếu như mà chúng ta lên ngồi tên tòa mà cái phước chúng ta nhỏ hơn cái người ở dưới coi chừng là về bị bệnh đó. Cho nên đó là có những cái buổi giảng mà giảng sư về phải uống thuốc. Đây là sự thật đó nha. Về lo uống thuốc đi. Là mình đang ngồi trên một cái người ở một cái tầng rất là cao về mặt tâm linh. Rồi mình hiểu biết không bằng người ta, mình còn múa nữa. Là coi như là xong rồi đó. Thật ra là chúng ta thấy có những cái vị mà được ở địa vị tôn quý mà họ không có đủ cái phước đó thì sao? Họ sẽ bị tàn rụi rất là nhanh, không có đơn giản. Thật ra các vị Bồ Tát là mình nói lại là phước trùng trời. Họ đã tới cõi này là họ thừa sức làm được tất cả những việc lợi ích chúng sanh theo ý của mình. Phải nói như vậy đó, làm lợi ích chúng sanh theo ý của mình. Không bị bất kỳ một cái lệ thuộc nào hết đó. Không bị bất kỳ một cái quyền lực nào có thể ảnh hưởng là phải làm ngược lại là không bao giờ có. Và họ còn làm hơn nữa, nhưng mà tại họ muốn dừng lại thôi. Tức là phước lực rất lớn. Đối với Bồ Tát là chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không phải là Bồ Tát xuống cõi này gặp khó làm được chuyện gì. Không có chuyện đó đâu. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cõi nào đi nữa chứ không phải cõi người này, họ cũng tới là họ đều làm theo ý của mình. Tức là trước khi tới cõi đó là họ thấy cái nhân duyên nhân quả của họ chừng đó, gặp bao nhiêu người, dạy bao nhiêu người, chuyển hóa bao nhiêu người, và tới đâu kết thúc là họ thấy hết rồi thì họ mới tới đây. Và tới đây rồi họ làm xong chuyện đó thôi, vậy thôi. Có nhiều vị hả, tôi cười gần chết luôn, xuống đây hả là chỉ ép cái bà đó đi tu thôi. Làm chuyện duy nhất đó. Rồi xuống đó làm chồng làm khổ bả, rồi khổ cho bầm dập, rồi cái bả đi chùa bả tu xong cái đi xong rồi đó. Thành ra là các vị làm ngộ lắm, mình không có thể mình lường được. Họ có thể độ một người hoặc là làm khổ một người thì ép cho họ vô đạo cũng lao nữa. Tại vì duyên của cái đời đó là chừng đó thôi.
Có người thì được giáo hóa đông, và giáo hóa cũng nổi tiếng lừng danh, nhưng mà trong đó có 5 người, 10 người hoặc 20 người là hiểu đạo thôi, thì chừng đó là đủ cho một kiếp này là khai mở được bao nhiêu chục người đó, chứ không thể nào hết được. Đó thì họ làm sao để họ khai được mấy chục người là xong đời đó. Chuyện chỉ xuống đây là khai mở cho 20 người này, còn mấy người kia là gieo duyên thôi. Và như vậy là coi như xong rồi đó, úp một trang đi. Cho nên là phước lớn và trí lực cũng không có vừa để đi dạo trong tất cả các cõi, làm được cái việc mình muốn làm là thành tựu chúng sanh, chứ không có việc thứ hai. Vì muốn rút ráo công đức trí huệ nên đối với pháp thắng thượng lập chí nguyện. Đó, thứ nhất là gì? Riêng mình á, thì mỗi một đời giáo hóa thì mình lại thành tựu cái công đức trí huệ lớn của mình để mình đạt được cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cái nguyện là lợi ích tất cả chúng sanh, cho nên là cái chí nguyện này không ai có thể thay đổi được. Pháp quang chiếu khắp thấy tất cả nghĩa nơi các pháp môn trí tuệ tự tại. Giác ngộ rồi thì mấy cái chuyện này là rất là rõ. Đối với tất cả các pháp á, thì không bao giờ bị lầm lẫn bên nghĩa chân và ngụy của tất cả các pháp. Rồi các pháp môn tu tập đều phải nói là có trí tuệ rất là tự tại. Đừng nói học thiền mới biết thiền, dạy thiền không biết dạy tịnh là sai. Đừng nói là tu thiền không biết mật là cũng không có trúng. Tại duyên đời này họ thể hiện cái pháp thiền thôi, chứ còn muốn đụng tới mật là họ đụng tới chiều sâu, họ đụng tới tịnh họ cũng có thể dạy tới cái chỗ giác ngộ giải thoát tuyệt đối cho người khác được, nếu đủ duyên. Cho nên đó là đối với các pháp môn thực sự các vị Bồ Tát rất là tự tại, rõ ràng là tự tại, đủ sức để có thể dìu dẫn tất cả mọi người, chứ không có bị lầm lẫn bất kỳ pháp môn nào. Vì đã có được chánh kiến Phật đạo rồi ấy, thì tất cả các pháp đều thấy đến một mức độ tận cùng, thấy rõ nghĩa lý sâu cạn của nó để có thể dìu dắt tất cả mọi người, cho nên là rất là tự tại đối với tất cả các môn. Thường lợi ích chúng sanh mà tu pháp lành, chẳng bao giờ lầm sanh lòng lìa bỏ chúng sanh. Đây là một câu tuyệt vời nhất trong cái đoạn vừa qua. Nghe rõ ràng vậy nè, chẳng bao giờ lầm sanh lòng lìa bỏ chúng sanh. Chúng ta sẽ thờ câu này đi. Bồ Tát chưa bao giờ lìa bỏ chúng sanh. Mọi người hổ hầm hầm lên đuổi mày đi. Nhưng mà không có đâu. Cái đoạn này mà không có dạy nói kiểu đó nó không có nên. Nhưng mà chưa bao giờ lìa bỏ. Vẫn là nghĩ tới, vẫn quan tâm, vẫn có một cái gì đó ở bên sau. Sau khi mà ví dụ như mình đuổi nó, xách gói nó đi rồi, nhưng mà bên sau mình làm cái gì để cho nó được yên ổn khi nó rời khỏi mình. Và cũng sẽ có một sự giúp đỡ nào đó để cho người ta tiến bộ đạo lý, đủ thứ đó đó. Chứ còn thất lòng của vị Bồ Tát là không có bao giờ lầm cái chuyện này. Đối với lìa bỏ chúng sanh là một chuyện lầm của Bồ Tát. Một câu nói tuyệt vời. Cho nên Bồ Tát không có lầm cái chuyện này được. Vì thương chúng sanh mà đi tới các cõi, cho nên không có đối thủ, không có kẻ thù, và không có người được mình ghét bỏ. Tất cả chúng sanh ở trong cái tâm từ của mình, ở trong tình thương của mình, chứ không có một chúng sanh nào rời khỏi cái tình thương của mình hết đó. Cho nên một cái câu là không bao giờ lầm để lìa bỏ chúng sanh. Người nào mà sâu nơi tâm là cái gì? Người này không được quyền gặp tôi nữa, là người này tôi ghét lắm, là đời này không có gặp và mãi mãi không bao giờ gặp lại. Không có chuyện đó với tâm Bồ Tát, chuyện đó hoàn toàn không có. Giống như ở hồi đoạn đầu là chúng ta thấy là dù là kẻ thù vẫn thương như người thân. Thì như vậy là xuống tới đây một cái câu để mà giống như là kết thúc một cái đoạn ở trên, là thấy là không có lầm mà lìa bỏ chúng sanh. Chỉ vậy là nếu mình có một cái tâm để lìa bỏ người khác thì biết mình là ai. Chưa phải Bồ Tát. Chưa phải Bồ Tát. Bắt đầu chống đối người ta hơn, thua người ta, hãm hại mình đi nữa. Nhưng mà cái tâm mình cũng không lìa bỏ được. Nếu như bây giờ thực sự nha, một người mà giết mình và có thái độ chống đối mình không bao giờ dừng nghỉ cho hết một đời này, thì trước khi họ nhắm mắt cũng như trước khi mình nhắm mắt thì mình thấy sao? Nghĩ sao mới trúng?
Thì mình nguyện với họ là đời này mình không có cái duyên để cho họ thức tỉnh, nhưng mình nguyện đời sau sẽ kiếm được và sẽ gieo rắc chánh pháp vô tâm họ được, và sẽ chuyển hóa họ, sẽ trở thành một cái người tốt hiền thiện, và dạy cho họ cho tới ngày họ được giác ngộ giải thoát thì mới thôi với cái người này, dù đó là kẻ thù chống đối cho hết một đời. Mà nếu Bồ Tát mà không phát tâm phát nguyện như vậy thì không phải là Bồ Tát. Cho nên cái chuyện mà bỏ chúng sanh ra khỏi tâm mình là một chuyện lầm lẫn. Vì khi mà giác ngộ rồi thì mình thấy khắp pháp giới này là tâm của mình. Cho nên chúng sanh hiện trong pháp giới có nghĩa là hiện trong tâm của mình. Bỏ nó đâu có quăng ra được đâu, không có quăng ra khỏi pháp giới này được đâu. Nên là các vị Bồ Tát luôn luôn thấy, luôn luôn biết, không bao giờ bị lầm lẫn là không bỏ sót một chúng sanh nào, không bỏ sót luôn nữa. Tất cả chúng sanh trong pháp giới thấy vậy đó chứ đó. Nếu mà dùng cái từ là cái gì, có cái lịch để độ từ cõi này qua tới cõi kia là gần như là ngay khi giác ngộ là các vị đã có hết tất cả những cái lịch đời này đến cõi này, đời kia đến cõi kia. Ví dụ như đời này đến cõi người, nhưng mà đời sau nó xuống tận dưới địa ngục á, không phải bị đọa đâu à. Nhưng mà vì có rất là nhiều chúng sanh trong cái đoạn đời kế tiếp này được mình độ, nhưng mấy người đó đang ở địa ngục hết trơn à, là Bồ Tát cũng phải xuống tận sâu dưới địa ngục để độ chúng sanh, chứ không phải đợi nó lên cõi người dễ độ hơn, không có chuyện đó. Thì nhân duyên họ thấy được đời nào độ ở đâu và độ như thế nào là các vị Bồ Tát đủ lực để đi tới đó. Đây là một cái điều đặc biệt. Cho nên mấy câu mà nghe thì rất là bình thường là chẳng bao giờ lầm sanh lòng lìa bỏ chúng sanh. Chúng ta nên học cái câu này đi, để mình có thể ngồi nghiệm nghiệm lại coi mình Bồ Tát thứ mấy. Đúng không? Mình ghét mấy người mình từ chối là không có gì đó, không tiếp xúc, rồi không gần gũi, không gặp gỡ, và không bao giờ nhớ tới người này nữa. Nhớ tới người này là dơ cái đầu của mình, nói tới người này là dơ cái miệng của mình, gì gì đó. Có những cái câu thề mình nghe ghê gớm lắm. Thì đó là phải biết mình là Bồ Tát thứ mấy. Đúng không? Cho tới một ngày mà họ làm gì làm, mình vẫn nghĩ tới cái chuyện là làm lợi ích cho họ bằng cách là họ phải được giác ngộ giải thoát, thì biết mình đang ở cái địa vị Bồ Tát thật rồi. Còn nếu cái này mà chưa phát sinh nơi tâm của mình, mình vẫn còn người bị mình phải bỏ, mình phải lìa, mình phải chê, mình phải trách, mình không có bao giờ chấp nhận họ. Khi mà mình có mặt mình ở đây thì họ không được ở đây, tức là sinh tôi ra thì không thể sanh anh được. Kiểu đó là cái gì, tôi không phải là Bồ Tát. Cho nên chúng ta học đạo Bồ Tát có những cái điều mà mình nói tới nói lui là mình thấy gì rất là ấm lòng, thật sự rất là ấm lòng. Trong cuộc sống này chưa bao giờ mà mình thấy là Bồ Tát rời mình, và mình hiểu đúng như vậy rồi thì mình thấy là lúc nào mình cũng được, không phải một vị Bồ Tát đâu, mà hằng hà sa số chư vị Bồ Tát, hằng hà sa số chư Phật đang quan tâm tới mình. Phải dùng từ là đang quan tâm, đang thương yêu mình, đang bao bọc, đang che chở, đang dìu dẫn, đang dạy dỗ mình, đang nâng chân đỡ bước mình cho tới cái ngày mà mình thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi á, thì Đức Phật mới yên và chư Bồ Tát mới yên mình, yên nghỉ đối với mình, tức là an tâm cho một chúng sanh. Nhưng mà còn quá nhiều chúng sanh thì Phật và Bồ Tát không lúc nào nghỉ ngơi được. Và nếu như một ngày nào đó mình nhận được đạo lý gì không biết, liền khi đó mình thấy là cái trọng trách của mình đối với tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương bây giờ là đặt trên vai mình rồi. Là mình sẽ rảo bước trong thập phương thế giới này không một ngày dừng nghỉ để lợi ích chúng sanh và đền ơn chư Phật. Trước mắt là đền ơn chư Phật, cái đó là thành toàn cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của mình. Thì tất cả vị giác ngộ đều phải có cái tâm này. Cho nên là không bao giờ vị Bồ Tát nào mà lầm để có thể lìa bỏ chúng sanh cả. Thôi chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ Pháp môn.
Phật